Chương 1259, hồi đảo. Trong suốt hơn 10 năm qua, cứ khoảng một thời gian ngắn, Hàn Lập lại định kỳ nuốt một viên Long Lân Quả để dành năm xưa, khiến cho khí lực hôm nay cực đại, đã sớm đột phá đến cực hạn sở năng của tu sĩ ở nhân giới. Năm xưa, hắn đem Long Lân thụ đến trồng ở trụy Ma cốc, nhân hình khôi lỗi còn có nhiệm vụ mang tất cả linh đan rượu dược và Long Lân quả bỏ vào không gian giới tử. Bất quá, Hàn Lập cũng không thể mỗi ngày đều ăn được, mà khoảng nửa tháng mới ăn tươi một quả. Bởi vì tuy đua ợc tính long lân quả yếu nhưng nếu không thể kịp thời đem dược tính hoàn toàn hấp thụ, thì cứ thế sau thời gian dài tích tụ lại, cho dù hắn đã tu luyện đến tầng thứ ba minh vương quyết, thân thể chỉ sợ cũng vô phương thừa nhận thêm nữa. Về phần kim giao vương năm đó mỗi ngày đều có thể phục dụng là do thân thể của giao long nhất tộc mạnh mẽ hơn xa so với thể chất của yêu thú bình thường. Nhưng trong lúc hàn lập bế quan, bởi vì tập trung cho việc đột phá bình cảnh hóa thần, nên không có nhiều thời gian luyện hóa long lân quả, vì vậy hắn chỉ dùng hơn 10 năm liền ngừng lại. Toàn lực tập trung tu luyện thanh nguyên kiếm quyết, trước khi đến ngũ Long Hải, Hàn Lập đã cố ý mang đầy một hành trang long lân quả. Cho nên trong mấy năm này, hắn vừa du tẩu các nơi trên nhân giới, vừa ăn long lân quả, đồng thời tu luyện thối cốt quyết, vô tình lại luyện hóa hoàn toàn đua lực của quả này. Kết quả làm Hàn Lập giật mình, thối cốt quyết và long lân quả rất xứng phối hợp với nhau, hiệu quả vô cùng tốt. Vốn dĩ tu luyện thối cốt quyết rất gian nan khó khó khăn, thì nay lại tiến triển cực nhanh. Chỉ trong vòng ngắn ngủi 10 năm, hắn luyện đến mấy tầng thối cốt quyết. Hiện tại xương cốt trong người hắn không những cứng cáp mạnh mẽ một tầng, hơn nữa còn phát ra kim sắc nhàn nhạt. Khi hắn vận chuyển công pháp minh vương quyết sắc ra thịt và xương cốt đều có màu kim sắc như nhau. Với khí lực hôm nay, hắn đứng bất động, không vận chuyển bất cứ pháp lực nào, một tay có thể dễ dàng nâng lên vạn cân cự thạch, mặt không đổi sắc. Mà càng làm cho Hàn Lập vui mừng chính là Long Lân Quả cũng có hiệu quả không kém đối với Minh Vương Quyết, bất chi bất giác hắn đã tu luyện đến tấm thứ tư của Minh Vương Quyết. Điều này cũng làm cho hắn lấy làm kỳ lạ, trong lòng âm thầm suy đoán. Thối cối quyết chắc có quan hệ với Phạm Thánh chân Phiến, thậm chí là dựa trên nền tảng của Minh Vương Quyết để sáng lập ra công pháp này. Nếu không thối cốt quyết sẽ không ăn ý với Minh Vương Quyết đến như vậy. Bất quá, khi luyện thành thần thứ tư Minh Vương Quyết, Hàn Lập có thể tu luyện thêm nhiều loại Phật Tông bí thuật. Những bí thuật này khi phối hợp với Minh Vương Quyết, uy lực vô cùng to lớn, khiến cho thần thông của hắn tăng vào thêm một bước. Tự nhiên khi ăn long lân quả, Hàn Lập tạm thời phong ấn hư thiên đình không để cho đồng tử phát hiện bí mật này. Nếu không hắn cứ mỗi 2-3 ngày lại lấy một quả long lân quả, đối phương không sinh nhi mới là lạ. Nói về nguyên từ thần quang khi tu luyện đại thành, lại có chút kỳ quái biến thành một mảng hôi sắc. Nguyên ta vốn tưởng thần thông này khi thi triển ra còn đủ năm màu sắc. Nguyên từ thần quang đại thành, uy lực đại tăng, cũng không cần phải tái tu luyện thêm gì cả, quả là một thần thông độc môn hiếm có. Cho dù là sĩ có cấp dài cao hơn ngươi một bậc cũng rất khó đối phó với công pháp này. Đồng tử đột nhiên chuyển đề tài, nhắc đến nguyên tử thần quang. Ta cũng không nghĩ nguyên tử thần quang lại biến ra bộ dáng này. Lúc trước tu luyện, thần quang quả thật phát ra mang màu sắc ngũ hành, sau khi đại thành thì lại có dị biến. Hàn lập sờ cầm, có vẻ khó hiểu. Từ lúc chuyện này xảy ra năm xưa, hắn đã canh cánh trong lòng, rất là khó chịu. Hiện tại đồng tử lại nhắc tới điều này, hắn cũng không ngăn được trầm ngâm. Ha ha, công pháp này của ngươi là do nhân giới tu sĩ sáng chế. Dù có dị biến nhưng cũng không có gì bất thường. Đồng tử cười khi, nói, lời này cũng có đạo lý. Chỉ cần uy lực thần quang không giảm, màu sắc có biến dị cũng không sao. Khóe miệng hàn lập co quắp một cái, cũng đành tiêu sái cổi nói. Hắc, hắc, đạo hữu thông suốt như vậy là tốt xem ra không bao lâu nữa, Hàn Huynh thật sự tiến nhập linh giới. Như vậy đi, Lão Phu có thể, không cần cùng đạo hữu quay về ngũ Long Hải nữa, ở chỗ này có thể chia tay được rồi. Thanh âm đồng tử ngập ngừng, một đoàn thanh quang từ trong tay áo Hàn Lập bay ra, xoay quanh một cái, liền trôi nổi giữa không chung, chính là hư thiên tiểu đình. Sau một tiếng minh thanh, đỉnh này tự mở ra một cái khe, một đạo hôi khí từ trong bay ra, hóa thành một đồng tử thân cao vài thước. Người có thể rời hư thiên đình ta nhớ là còn thiếu chút thời gian nữa mới có thể hoàn toàn cởi bỏ trói buộc mà. Hàn lập thần sắc kinh nghi, có chút ngạc nhiên, trong mấy năm nay, lão phu ở trong đỉnh cũng không có nhàn rỗi, điểm khốn buộc cuối cùng đã được giải trừ, vô phương trói buộc được ta. Khóe miệng đồng tử nhếch lên, ra vẽ lão luyện, thì ra là thế, nhưng đạo hữu tính lưu lại ở nơi này sao? Vì sao không quay về thiên lan thảo nguyên hoặc tới địa phương khác? Thiên Sa Đại Lục dù có tên là Đại Lục nhưng kỳ thật chỉ là một tòa cự đảo có chút đặc biệt mà thôi, không thể so sánh với các địa phương tu tiên khác. Rất nhanh Hàn Lập đã khôi phục lại thần sắc như cũ, chậm rãi hỏi. Lão Phu chỉ là kế sách dự phòng của bản thể ở linh giới mà thôi, cũng không vội tu luyện gì, tư nguyên với ta bây giờ mà nói cũng chả có ý nghĩa gì cả. Chỉ vì trước đó không lâu Lão Phu phát hiện ở Thiên Sa Đại Lục một kẻ có khí tức giống như đồng loại của ta, tuy huyết thống không quá tinh thuần nhưng làm Lão Phu cũng muốn gặp qua. Đồng tử cười nhạt, thong dong nói. Đồng loại, xin chúc mừng thiên lan đạo Hữu Hàn lập ngẩn ra, nhưng lập tức cười, nói. Ha, ha, lão phu cũng không nghĩ tại nhân giới lại có thể gặp được đồng loại. Thôi, lão phu cũng không bồi tiếp đạo hiếu nữa. Xin cáo từ, đồng tử ôm quyền, thân hình nhoáng lên hóa thành một đạo hôi bạch yêu khí, hướng về phái chân trời xa xa bay đi. Một lát sau, đạo yêu khí này đã biến mất về phía chân trời. Tên yêu này nói đi là đi liền không một chút do dự, thiệt là vô tình. Hàn lập ánh mắt chấp động dõi theo đồng tử cho đến khi lão biến mất, đứng hồi lâu lặng im không nói câu nào. Nhân giới lại có loại yêu thú này tồn tại, sau này sẽ không quá mức an bình, nhưng điều này có quan hệ với ta chăng? Không biết bao lâu sau, Hàn lập thì thào vài câu, rồi khởi động độn quang, hóa thành một đạo thanh hồng bay mất. Hai năm sau, tại vụ hải chi địa trong ngũ Long Hải, một đạo thanh hồng từ phía chân trời bắn nhanh tới, lóe lên nhập vào hải vụ, không thấy bóng dáng. Đương khi Hàn Lập vừa huyết sáo xuất hiện phía trên không trung của tiểu đảo, thì trên đảo nhao nhao nhiều bóng người tuôn ra, khoảng chừng hơn 10 tu sĩ. Hàn Lập ngẩn ra, hai mắt lóe lên hàn mang, nhưng thấy trong đám người này nổi bật lên một vóc dáng của một nhân ảnh quen thuộc, thì trên mặt thần sắc thả lỏng, trong nội tâm chợt mừng rỡ. Phu quân, rốt cuộc người đã trở về. Thân ảnh này trong nháy mắt bay đến trước Hàn Lập, thản nhiên cười, nhan sắc kiều mị khiến trăm hoa phải ghen tị. Ta đã trở về, nhưng Uyển Nhi Ngươi đến đảo khi nào? Phi Phu còn dự tính quay về loạn tinh hải một chuyến nữa cơ đấy. Dĩ nhiên người này là vợ Hàn Lập, Nam Cung Uyển. Chuyện không gian tiết điểm khiến ta không yên tâm, nên muốn lại đây xem sao. Hơn nữa, hơn 10 năm trước ta đã đến đây rồi. Nam Cung Uyển cười kiều mị, có vẻ oánh trách nói. Hơn 10 năm trước, không phải vừa lúc ta rời đi sao? Hàn Lập không khỏi cười khổ. Không sai, phu quân chân trước vừa đi, thiếp liền sau lưng theo tới còn thấy phượng đạo hiếu nam cung uyển che miệng cười nàng đã gặp băng phượng hàn lập bật thốt lên tự nhiên đã gặp hơn nữa ta và nàng ấy vừa gặp mà đã như quen trong mấy năm nay còn kết thành hảo hữu nam cung uyển trên mặt hiện một tia giảo hoạt cười hì hì nói hàn lập nghe vậy có chút á khẩu tốt lắm còn có nhiều điều tâm sự trước hết chúng vào đảo rồi hẳn nói nam cung uyển đảo ánh mắt nhìn xung quanh nói hàn lập đương nhiên không phản đối gật đầu liền cùng gia nhân và các môn hạ đệ tử phi hành tới một tòa lầu các trên đảo. Hai người vừa ngồi xuống ghế trong một đại sảnh, Nam Cung Uyển, Ngọc Thủ vung lên, đuổi tất cả tu sĩ ra ngoài, chỉ để lại một mình Điền Cầm Nhi đứng thúc thủ bên cạnh. Cầm Nhi, long ngâm chi thể của ngươi thế nào rồi? Hàn Lập liếc nhìn vị nữ đệ tử này, trong mắt lóe lên dị sắc. Đa tạ sư phụ đã chỉ điểm, Phượng Tiền Bối đã ban cho Hàn Nguyên, hoàn toàn giải trừ long ngâm chi thể trên người rồi đệ tử đang tính toán muốn thử nghi êm ngưng kết nguyên anh. Điền cầm nhi cảm kích đáp lời, tốt lắm, ngươi có được cơ duyên này tự nhiên là phần số của ngươi. Cũng không uổng phí cho ta một phen lao tâm khổ tứ. Hàn lập không ngăn được nụ cười, nói, cầm nhi, ngươi đi thông báo cho phượng đạo Hiếu là sư phụ người đã trở về, mời nàng đến đây có chuyện quan trọng cần thương lượng. Lúc này, Nam Cung Uyển lại dịu dàng phân phó, tuân mệnh, lập tức điền cầm nhi ứng thanh, rút lui ra khỏi đại sảnh hàn lập ngạc nhiên nhưng không nói gì thêm chờ điểm cầm nhi đi khỏi rồi với hướng ánh mắt dò hỏi qua nam cung uyển ta nghe nói phu quân đi ra ngoài lần này để siêu tầm các phương pháp có thể chống đỡ các nguy hiểm trong không gian thiết điểm không biết phu quân đã tìm được cái gì rồi thu ba lưu động hốt nhiên nam cung uyển lại hỏi như vậy mặc dù không thể nói không thu hoạch được gì cũng tìm được vài món nhưng đích xác làm cho ta có chút thất vọng hàn lập lắc đầu sắc mặt thoáng trầm xuống xem ra phu quân tính cùng phượng đạo hữu liên thủ nhằm tăng thêm hy vọng. Mặt khác phu quân cũng có lo lắng thái quá, trên người có hai kiện thông thiên linh bảo, lại tu luyện đại thành nguyên từ thần quang. Căn bản tu sĩ bình thường không thể so sánh, tuy nhiên trong tay ta vừa lúc cũng có một trọng bảo mang tính phòng ngự. Phu quân cũng cầm lấy đem đi luyện hóa luôn đi, nam cung uyển nhíu mày, ngưng trọng nói, trọng bảo, bảo vật gì vậy, hàn lập kỳ quái, hỏi, nam cung uyển mỉm cười đang tính nói thêm điều gì, hốt nhiên thần sắc trợt động, khép lại đôi môi đỏ mọng. Một lát sau, bên ngoài sảnh truyền đến tiếng bước chân. Một ngân y nữ tử đi vào, chính là băng phượng. Phượng đạo hiếu, mời ngồi. Phu quân đang cùng ta đàm luận, xem làm thế nào để cùng ngươi liên thủ tiến vào thiết điểm. Nam Cung Uyển gặp băng phượng, lập tức khởi thân đón chào, mỉm cười nói. chương 1260, Lục Đinh Thiên Giáp Phù. Liên thủ, ta đáp ứng với hắn khi nào vậy? Ngân y nữ tử liếc mắt nhìn hàn lập một cái, tự ngồi xuống một cái ghế, nhàn nhạt nói. Phượng Đạo Hiếu đừng đùa nữa. Không gian tiết điểm nguy hiểm như thế, đơn thân độc mã tiến vào, một phần sống cũng không có. Trong mấy năm nay, Đạo Hiếu cũng đã thấy thời gian sụp đổ không gian tiết điểm chắc cũng không còn bao lâu. Nam Cung Uyển không thèm để ý vẻ lãnh đạm của băng phượng, ngược lại vừa cười vừa nói: hợp tác cùng hắn vào không gian tiết điểm không phải là không được, nhưng ta có một điều kiện, nếu hắn đáp ứng thì ta mới yên tâm mà hợp tác. Ngân Y Nữ Tử liếc mắt quan sát Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái nói điều kiện gì ngươi hãy nói nghe xem sao hàn lập thần sắc trật động tò mò hỏi liên thủ cùng tiến vào không gian tiết điểm cũng được nhưng ta chưa yên tâm đối với ngươi trước khi tiến vào ta và ngươi phải hạ cấm chế lẫn nhau như vậy khi một người gặp nạn người kia mới toàn lực tương trợ nếu không sẽ vô phương sống sót rời khỏi không gian tiết điểm như vậy ta mới yên tâm cùng ngươi hợp tác băng phượng tiên tử nhìn thẳng hàn lập nhấn mạnh từng chữ nói không thành vấn đề, ta đáp ứng, làm như vậy khiến Hàn mỗ cũng yên tâm. Hàn Lập vừa nghe xong, liền nở nụ cười, đáp ứng ngay. Ngược lại, ngân y nữ tử thấy vậy liền ngẩn ra, một lần nữa đánh giá lại Hàn Lập, rồi lạnh lùng nói: "Ngươi đã khẳng khái đáp ứng như vậy thì tốt, ta cũng muốn rời khỏi đây một thời gian ngắn làm công tác chuẩn bị. Không gian thiết điểm này vẫn có thể kiên trì được hơn 30 năm. Đúng ngày này, 30 năm sau, ta sẽ đúng hẹn đến đây gặp ngươi." hy vọng đến lúc đó ngươi không đổi ý. Ngân y nữ tử vừa nói xong liền lập tức đứng dậy, đi ngay ra ngoài, cũng không thèm dòm ý kiến của Hàn Lập. Hàn Lập nhướng mày nhưng không nói gì thêm, còn Nam Cung Uyển lại đi ra ngoài, tựa hồ còn có điều muốn nói với băng phượng. Hàn Lập nhìn nhị nữ đi ra ngoài, ngồi trên ghế do dự, hình như đang cẩn thận đánh giá lại đề nghị vừa rồi của băng phượng. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Nam Cung Uyển quay lại. Xem ra 30 năm sau, phu quân sẽ thực sự phải rời đi. Đôi mắt đẹp của Nam Cung Uyển phát ra một tia không đành lòng, thần sắc buồn bã. Ta không có gì, chủ yếu là lo lắng sau này không gian tiết điểm sụp đổ, khi ngươi tiến giai hóa thần thì đi tới linh giới bằng cách nào. Hàn lập cao mày, than nhẹ một tiếng, cái này không ngại, trong thiên hạ không phải chỉ có một không gian tiết điểm. Ta đã dùng hồi dương thủy, nếu có thể tiến giai hóa thần, thọ nguyên viễn siêu hơn người khác. Thời gian đủ dài cho ta tìm được một không gian tiết điểm khác. Nam Cung Uyển chu môi, ôn nhu trả lời. Sau đó nàng lao vào lòng Hàn Lập, hai tay Hàn Lập ôm lấy thân thể mềm mại như không có xương của nàng, nghe trên người nàng phát ra u hương không khỏi khiến tâm thần có chút mê say. Lúc này, Nam Cung Uyển cũng không muốn nói gì, hai người cứ như vậy ôm nhau, bất động, bóng hai người trên mặt đất đã hòa nhập làm một, như thể chỉ có một người. Được rồi, Uyển Nhi, phòng ngự trọng bảo ngươi vừa nói là cái gì, không biết qua bao lâu, Hàn Lập nhẹ nhàng vỗ vai giai nhân, hỏi phu quân còn nhớ năm xưa trong huyết sắc khí luyện ta và ngươi ở trong động quật phát hiện một cái dương màu vàng nam cung uyển có chút không nỡ rời khỏi lồng ngực hàn lập chỉnh lý lại trang phục một chút ôn nhu nói kim sắc tương tử a à, ta nhớ rồi hàn lập tư lự hồi tưởng lại chuyện cũ năm xưa năm đó trong huyết sắc cấm địa kỳ thật là nơi ẩn cư của thượng cổ tu sĩ trong kim sắc tương tử có chứa cấm chế lệnh bài để tiến nhập bảo tháp ở trung tâm huyết sắc cấm địa bất quá ngay cả như vậy Điều kiện để tiến vào bảo tháp còn phải có tu vi nguyên anh hậu kỳ mới có thể không bị cổ quái cấm chế bên ngoài áp chế. Khi ta vừa tiến giai thành công nguyên anh hậu kỳ, liền đi việt quốc, tiến vào bảo tháp, lấy được y bát của thượng cổ tu sĩ. Nhưng khi vào trong bảo tháp ta còn phát hiện tàn cốt của một tên tu sĩ ở trong cấm chế. Hiển nhiên người này đã không biết lợi hại, lại không có trong tay cấm chế lệnh bài, tùy tiện xông vào, kết quả bị diệt sát. Từ trên tàn cốt có một số kiện bảo vật không tầm thường có thể thấy chủ nhân của tàn cốt khi sống cũng rất có lai lịch. Trong các kiện bảo vật, có một kiện thần diệu dị thường, ta cảm giác rất hữu dụng với ngươi trong hành trình tiến vào không gian thiết điểm, liền mang lại đây. Nam Cung Uyển vừa cẩn thận nói vừa đưa tay đến túi chữ vật đeo ở eo lưng mềm mại, nhất thời một đoàn lục sắc oánh quang xuất hiện trong tay, mơ hồ bên trong là một cái ngân sắc phù. Chính là đạo phù này, Hàn Lập liếc mắt nhìn, liền có cảm giác quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời vô phương nhớ ra, bèn nhướng mày hỏi. Đạo phù này không biết là do phương nào luyện chế, nhưng phu quân xem qua thần thông của nó rồi hãy nói. Nam Cung Uyển, song mục lóe lên tia vui vẻ, lập tức tung ngân phù vào không trung, sau đó mười ngón tay kết quyết, miệng phát ra thanh âm chú ngư êm tai. Một màn khó tin xuất hiện, ngân phù đang trôi nổi quay tròn trước người Nam Cung Uyển, đột nhiên hạ xuống, một đạo ngân quang bay vọt đến trên thân hình Nam Cung Uyển, nhất thời một tầng ngân minh quang thảo di động. Trên màng hào quang này chợt hiện ngân quang, tùy thời vang lên thanh âm ầm ầm. Lúc đầu Hàn Lập không để ý lắm, nhưng thanh âm này càng lúc càng lớn, lại liên miên không dứt, tràn ngập cả gian đại sảnh, linh khí trong không trung bị hấp dẫn mà bay đến, càng ngày càng đậm đặc. Hàn Lập dùng mình, hai mắt nheo lại, lúc này, trong đại sảnh quay cuồng đủ loại linh quang đầy màu sắc, phản lưu quy hải, nhất đề hướng về Nam Cung Uyển bay tới, trong nháy mắt nhập vào màn hào quang không thấy bóng dáng. Ngân sắc quang trào bắt đầu biến ảo không ngừng, tần tầng quầng sáng ngưng tụ trên người Nam Cung Uyển, nhan sắc bất đồng, linh quang chói mắt. Một lát sau, đã hình thành sáu tầng hào quang rõ ràng, dày đặc dị thường. Lục Đinh Thiên Giáp Phù, nhìn tới đây, trong đầu linh quang chợt lóe, Hàn Lập thất thanh la lên. Lục Đinh Thiên Giáp Phù, phu quân cũng biết sao, Nam Cung Uyển ngạc nhiên, nhưng pháp quyết trong tay vẫn không dừng lại. Sáu tầng hào quang này biến hình, trong phút chốc liền hóa thành một kiện lục sắc chiến giáp, mỏng như cánh ve, dính sát trên người Nam Cung Uyển, linh quang diễm lệ lưu chuyển không ngừng, xem thật là kỳ lạ. Hẳn không sai, mặc dù ta chưa có thấy qua loại đạo phù này, nhưng đã từng thấy miêu tả trong một điển tịch của một môn phái ở Đại Tấn. Lục đinh thiên giáp phù không cần phải tự thân tu sĩ thúc giục pháp lực mà là tự hấp dẫn thiên địa linh khí hình thành một loại phù chú phòng ngự. Hai mắt hàn lập sáng rỡ, đây chính là một trong tam đại mật phù của thiên phù môn. Hắn đã sớm muốn có phương pháp luyện chế, nhưng lại không có bất kỳ đầu mối nào, cũng chỉ biết chắc lưỡi tiếc rẻ nhưng hôm nay lại có được đạo phù này chẳng lẽ tàn cốt này là của vị trưởng lão kia mà hướng chi lễ đi vào huyết sắc cấm địa cũng vì đạo phù này hàn lập không khỏi nghĩ thầm như vậy nhưng tâm niệm xoay chuyển liền thấy cũng có khả năng như vậy bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều thêm chi cho mệt mà đi lại gần nam cung uyển cẩn thận đánh giá lục sắc chiến giáp chỉ thấy chiến giáp này bảo vệ toàn thân chỉ trừ tứ chi và phần đầu cơ hồ đem toàn thân nam cung uyển bảo hộ hơn nữa sáng bóng dị thường các văn tự phù triện ẩn ẩn hiện hiện, thần bí vô cùng. Đối với thần thông hiện giờ của Hàn Lập, liền dễ dàng cảm ứng được linh lực đáng sợ ẩn chứa trong chiến giáp, lông mày hắn không khỏi rực rực. Đích thật là lục đinh thiên giáp phù rồi, bất quá theo điển tịch, đạo phù này chẳng lẽ chỉ có bấy nhiêu uy lực như vậy thôi sao? Uyển Nhi, nàng có toàn lực thúc giục đạo phù này hay chưa? Hàn Lập ánh mắt chấp động, hỏi, tự nhiên chưa, ta chỉ mới thể hiện một phần uy lực mà thôi. Nam Uyển nhẹ nhàng cười đáp lời đích xác đạo phù này rất trọng yếu đối với ta khi tiến vào không gian tiết điểm đúng rồi từ tàn cốt có lưu lại phương pháp luyện chế không hàn lập bỗng nhiên nhớ ra hai mắt sáng rỡ hỏi không có mà cũng chỉ có duy nhất một đạo phù này mà thôi nam cung uyển lắc đầu bỏ đi ta cũng quá tham lam rồi có được đạo phù này là may lắm rồi mặc dù có chút đáng tiếc nhưng nghĩ lại liền cảm thấy thức cười nói nam cung uyển nghe vậy liền cười dịu dàng một tay vỗ vào chiến giáp trên người một cái nhất thời lục sắc chiến giáp tắc tắc vỡ vụn một lần nữa trở lại hình dáng một cái ngân phù tiếp theo nàng há miệng thổi một cái về phía ngân phù một đạo hồng hà cuốn lấy ngân phù trực tiếp đưa đến trước mặt hàn lập hàn lập cũng không khách khí chụp ngay lấy ngân phù thời gian sau đó hàn lập ở trên đảo cùng nam cung uyển sớm ân triệu ái hai người cũng biết vô luận hàn lập có tiến nhập linh giới được hay không nhưng thời gian còn lại là rất ít sau này hai người thiên nhân vĩnh cách có thể gặp lại nhau hay không, thật sự quá xa vời. Vì vậy cả hai đều hoàn toàn buông ra hết tất cả tình cảm trong lòng. Trong thời gian này giống như cá với nước, một tấc cũng không rời. Nhưng ba năm sau, vào một ngày Hàn Lập đang cùng Nam Cung Uyển thưởng trà, nói chuyện phiếm tại một tòa lầu các gần vụ hải, hốt nhiên mặt biến sắc, tay áo rung lên. Nửa khối bạch huỳnh ngọc phù bay ra, xoay một cái, rơi vào trong tay. Là vạn lý phù, thần niệm quét qua, thần sắc Hàn Lập cả kinh, lập tức lộ ra vẻ vui vẻ thì ra nhân hình khôi lỗi ở trụy ma cốc phát tới tin tức, cuối cùng thì huyền thiên tiên đằng đã nở hoa, sắp đến kỳ kết quả. Một năm sau, bên trong nội cốc của trụy ma cốc, một đạo thanh hồng bí ẩn lóe lên, tiến vào bên trong. Sau đó chừng vài tháng, đạo thanh hồng lại tiến ra, biến mất vào không trung. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong nháy mắt đã đến kỳ hạn ước hẹn 30 năm giữa Hàn Lập và Băng Phượng. Trong vụ hải, dưới một cửa đại quang đoàn, tụ tập nhiều tu sĩ phục sức khác nhau. Chương 1261, tiến vào không gian tiếp điểm. Hàn Lập đứng dưới cự đại quang đoàn, ngẩng đầu ngắm nhìn, vẻ mặt ngưng trọng. Nam Cung Uyển đứng sóng vai với hắn, đồng dạng cũng không nói gì. Những người khác cũng im lặng, tựa hồ đang chờ điều gì, trong đó bao gồm Điền Cầm Nhi và tân giáo chủ Thiên Trúc giáo, Thạch Kiên. "Sư phụ, Phượng Tiên tử có tới không? Nếu để quá trưa, giải trừ phong ấn sẽ có chút phiền phức." Không biết qua bao lâu, Điền Cầm Nhi đứng phía sau hai người, nhẹ nhàng nói yên tâm, từ tháng trước Phượng Tiên Tử đã thông báo, hôm nay tất sẽ tới. Hàn Lập không quay đầu lại, trả lời. Nghe vậy, Điền Cầm Nhi bèn không nói nữa, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Sau một lúc, lông mày của Hàn Lập động đậy, bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía hải vụ. Những người khác thấy hành động của Hàn Lập không khỏi xôn xao. Chỉ sau một lát, từ hướng Hàn Lập nhìn, truyền đến một tiếng Phượng Minh dễ nghe, lập tức hải vụ quay cuồng một hồi. Từ bên trong bay ra một con tinh oánh tuyết bạch băng phượng dài cỡ mấy trượng. Độn tốc của con phượng này thật nhanh, chỉ vỗ cánh vài cái đã tới trên không trung chỗ mấy người đang đứng, hàn quang tắt đi, hạ xuống biến thành một ngân y nữ tử. Ta tới không muộn chứ, nàng này lãnh đạm nói, quét mắt nhìn qua mọi người, rồi dừng tại hàn lập. Đương nhiên không, cầm nhi, người giải trừ phòng ấn đi, phượng đạo hiếu, ta và ngươi lại đây hạ cấm chế với nhau. Hàn lập quay đầu phân phó một tiếng, rồi nhìn băng phượng, mỉm cười, nói. Sau đó hắn hóa thành một đạo thanh hồng, đột nhập vào mê vụ dày đặc. Ngân y nữ tử đồng dạng của hóa thành một đạo ngân quang đi theo. Nam Cung Uyển đứng yên tại chỗ, nhìn về phương hướng hai người biến mất, trên trán ẩn hiện một tia lo lắng. Lúc này, Điền Cầm Nhi chỉ huy hơn 10 người tu sĩ bay lên không, nhao nhao bay tới phía dưới cự đại quang đoàn, xếp thành một trận thế cổ quái. Tiếp theo, trên tay linh quang chấp động, hiện ra các pháp khí liên quan đến trận bàn, trận kỳ. Điền Cầm Nhi quát lên một tiếng, các tu sĩ này đồng dơ cao các pháp khí trong tay, quang mang phóng xuất, từng đạo đạo quang trụ, quang hà bay ra nập vào trong quang đoàn. Điền cầm nhi bắt đầu giải trừ phong ấn tại không gian tiết điểm. Thời gian từ từ trôi qua, điểm điểm phong ấn từ từ được giải khai, mơ hồ có thể thấy quang đoàn bắt đầu phát ra ánh sáng dị thường chói mắt, hơn nữa màu sắc cũng từ màu xám biến thành màu trắng, phảng phất giống như một vầng thái dương. Quang mang chói đến nỗi cho dù bậc đại tu sĩ như Nam Cung Uyển cũng không ngăn được phải nheo mắt lại, không dám nhìn thẳng. Đám người Điền Cầm Nhi đang giải phong ấn, hiện đã sớm nhắm hai mắt, chỉ dựa vào thần niệm cảm ứng để thao túng pháp khí. Đang lúc này, trên vai của Nam Cung Huyền bỗng có một bàn tay đặt lên, đồng thời bên tai vang lên một thanh âm thuần hậu của một nam tử. Ngươi đừng có quá lo lắng, Nam Cung Uyển đầu tiên cả kinh, nhưng lập tức thả lòng, miễn cưỡng cưới quay lại. Hàn Lập đứng ở sau lưng nàng mỉm cười, tự nhiên là ta phải lo lắng, bất quá truy tìm đại đạo, căn bản là hành động nghịch thiên, vào sinh ra tử tìm ra một tia sinh cơ nên không có gì phải hối tiếc được ngươi và phượng tiên tử đã hạ cấm chế lẫn nhau nam cung uyển than thở sau đó quan tâm hỏi đã xong hơn nữa đều là loại cấm chế trừ phi người hạ cấm chế tự mình giải trừ căn bản người khác không thể bài trừ là loại tử cấm như vậy ta và nàng ấy không sợ đối phương động tay động chân cái gì hàn lập nghe vậy cười khổ một tiếng nói hừ chỉ cần ngươi không đứng ở sau lưng dở trò Bổn cung như thế nào lại động tay chân? Sau lưng Hàn Lập chợt lóe bạch quang, ngân y nữ tử trực tiếp xé rách không gian hiện ra. Phượng Đạo Hữu hiện tại không nên tùy tiện thi triển không gian thần thông, nên dành sức lực để ứng phó với các nguy hiểm của không gian tiết điểm thì tốt hơn. Hàn Lập nhướng mày, yên tâm, ta tự nhiên có chừng mực, lúc này băng phượng tiên tử, không biết có phải vì duyên cớ đã hạ cấm chế lẫn nhau hay không mà thần sắc bây giờ hòa hoãn rất nhiều so với lúc trước. Hàn Lập mỉm cười, không nói thêm điều gì bước lên cùng nam cung uyển sóng vai ngẩng đầu nhìn chăm chú công việc giải ấn ngân y nữ tử đồng dạng cũng đứng im ước chừng khoảng một khắc thời gian quang đoàn trên không trung phát ra ánh sáng chói mắt đến cực điểm thì truyền đến tiếng sấm thanh trầm thấp bạch quang chợt tắt bỗng nhiên quang đoàn chuyển thành một cái lỗ đen bên trong không biết nông sâu không phát ra một tia quang mang phảng phất như miệng của một con cự thú trực trời nuốt người hàn lập dùng mình ngân y nữ tử thấy vậy trong mắt cũng lóe lên quang mang kỳ lạ nhưng không một chút do dự nói. Hàn đạo Hữu chúng ta đi thôi, lập tức quang thân nàng quang mang chấp động, hướng hắc động từ từ bay tới. Khóe miệng của Hàn lập co quắp một cái, một tay vỗ vào túi chư vật bên hông, nhất thời ngân quang lóe lên, xuất hiện một Hàn lập khác ở phía trước. Chính là nhân hình khôi lỗi, Hàn lập không nói hai lời, giơ tay lên, hướng về phía khôi lỗi, vỗ một cái nhanh như thiểm điện. Phù, phù, một nguyên anh đen như mực từ trong đỉnh đầu của khôi lỗi bay ra, ô quang lóe lên, bắn nhập vào người Hàn Lập. Hàn Lập nhìn khôi lỗi, điểm một cái, nhất thời khôi lỗi đại phóng ngân quang, thân hình thu nhỏ lại thành một con rối gỗ. Mà cơ hồ cùng lúc đó, tay áo bên kia rung lên, một cái lam sắc đỉnh và một đoàn tam sắc diễm đồng dạng bay ra, xoay quanh trước người. Uyển Nhi, những bảo vật này với ta trong không gian tiết điểm không có nhiều tác dụng. Nàng còn ở nhân giới, cũng không biết sẽ gặp kiếp số gì, có mấy thứ này sẽ trợ giúp nàng một tay. Ngươi lấy đi hàn lập phất tay áo một cỗ thanh hà bay ra cuộn tất cả các bảo vật này bay về phía nam cung uyển nói xong hàn lập bay lên cao hóa thành một đạo thanh hồng cấp bách truy theo băng phượng nam cung uyển cắn chặt hàm răng thu lại các bảo vật này sau đó ngẩng đầu nhìn bóng lưng hàn lập gương mặt tái nhợt lúc này băng phượng đã dừng lại trước khắc động đợi hàn lập đến cũng không quay đầu lại nói sao ngươi và nam cung uyển không tâm sự thêm bổn cung cũng không vội vã tiến vào cho vợ chồng thêm chút thời gian Ái trà, hóa thần yêu tu này lại có vẻ cảm thông nhân tình đến thế sao? Không cần, có điều gì cần thì ta cũng đã sớm nói qua. Hiện tại chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực vượt qua không gian tiết điểm. Hàn lập hít sâu một hơi, bình tĩnh trả lời. Sau đó, hắn giơ tay vỗ vào thiên linh cái, thanh quang lóe lên, hiện ra một lục sắc tiểu đỉnh, chân lại dẫm nhẹ một cái, thúy quang chấp động, quỷ dị hiện ra một cây lục xích, không gian chuyển động, một ngân sắc liên ảnh phù hiện dưới chân. Tay áo hắn lại tiếp tục rung lên, bắn ta một ngân phù, trong tiếng gầm rú, liền hóa thành một bộ tam sắc chiến giáp dán chặt trên người. Tiếp theo 72 khẩu kim sắc tiểu kiếm bắn ra, hóa thành đạo đạo kim quang, chuyển động không ngừng quanh phụ cận. Cùng lúc đó, hai tay hàn lập chuyển động, một viên hoàn ánh vàng rực rỡ và một cái đại ngọc tán cỡ vài tấc xuất hiện trong tay. Ngân y nữ tử thấy vậy, trên mặt lộ một tia ngạc nhiên, nhưng cũng không hoang mang, đầu vai rung lên, hơn 10 đạo bạch mang bay ra, trên không trung lập tức hạ xuống hơn 10 cái lông chim trong suốt dài thượt. Các lông chim này bay xoay quanh một cái, rồi lập tức lao thẳng cuống, hóa thành một tầng bạch quang trảo bảo hộ băng phượng bên trong, giống như một cái ngân sam, trên đó linh quang chuyển động, huyễn hóa thành đồ án bách phượng triều thiên vô cùng thần kỳ. Càng khiến người ta giật mình hơn, nàng tiếp tục phun ra trong miệng một cái băng thuyền bán trong suốt. Băng thuyền này vừa ra khỏi miệng, chỉ cỡ vài tấc, nhưng liền nghênh phong cuồng trướng, trong nháy mắt hóa thành một cự thuyền dài hơn 10 trượng, viều phủ trước mặt hai người. Thiên thuyền này của ta là từ Hàn Nguyên hơn vạn năm cô động lại, mới cuối cùng hình thành loại pháp bảo phòng ngự này. Nó có thể bảo vệ chúng ta một thời gian ngắn tránh được một ít phiền toái. Thân hình ngân y nữ tử nhoáng lên, khinh phiêu tới trước băng thuyền, sau đó mới quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Hàn Lập cũng không khách khí, nhấc chân bay tới băng thuyền, đứng sau lưng băng phượng, trầm giọng nói. Nếu đạo hữu đã xuất bảo vật này, Hàn Mỗ cũng nguyện trợ giúp một tay. Nói xong, sau lưng hàn lập toát ra đại phiến hôi sắc quang hà, tiếp theo một cái hắc ảnh lóe lên, hiện ra một tòa tiểu sơn toàn thân đen nhánh, thoạt nhìn có chút thô kệch. Băng phượng ngẩn ra chưa biết đây là loại bảo vật gì, thì tiểu sơn quay cuồng trong hôi sắc hà quang, lập tức xoay một cái, vững vàng đáp trên cự thuyền. Hàn lập tiếp tục khắp quyết, từ tiểu sơn phát ra đại phiến hôi quang, bám vào băng thuyền. Ngân y nữ tử cũng không biết hôi sắc hà quang có gì đặc thù, nhưng cũng có thể khẳng định nó không tầm thường. Nàng cũng không nói hai lời, Thúc dục thần niệm, băng thuyền trong hôi sắc hào quang chợt phát ra một tầng ngân sắc quang trảo, sau liền veo. Một tiếng lóe lên độn nhập vào trong hắc động, bất kiến tung ảnh. Đám người bên ngoài hắc động liền xôn xao một hồi, nhưng không bao lâu sau, đại đa số đều có chút thất vọng, hắc động không xuất hiện động tĩnh gì, mà không gian cũng không ba động như mọi người tưởng. Cầm Nhi, lưu lại hai đệ tử trong coi chỗ này. Những người khác có thể rời đi, ở lại cũng vô ích rốt cuộc nam cung uyển thu hồi ánh mắt bình tĩnh phân phó tuân mệnh điền cầm nhi cung thanh đáp lời lập tức phân phó cho hai tên tu sĩ ở lại những người khác thì theo nam cung uyển quay về đảo sau một tháng tại lối vào không gian tiết điểm cũng không có gì khác thường một lần nữa nam cung uyển phân phó cho điền cầm nhi dùng pháp trận phong ấn lại chỗ này lưu lại vài đệ tử canh giữ những người khác tùy thời cùng nàng quay về loạn tinh hải Hàn Lập cũng không lưu lại bản mệnh nguyên thần đăng cho nên không ai biết Hàn Lập đã tới linh giới hay chưa, hoặc giống như bọn hướng chi lễ, không thể chống đỡ trong không gian phong bạo và cách giới chi lực nên đã vẫn lạc trong không gian tiết điểm. Nhưng đây là ý muốn của Hàn Lập, dù sao để người thân không biết gì, nuôi một tia hy vọng còn hơn biết được sự thật. chương 1262, Bến Bờ Xa Lạ Hàn Lập nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích, cảm giác được mặt đất vô cùng khô nóng, trong lòng thầm tính thời gian. Nếu không lầm, Dựa theo kiểu tính toán ở nhân giới, hắn đã nằm ở chỗ này được 3 tháng. Sở dĩ như vậy là do hắn nhìn lên trời, trên không trung đồng thời có ba thái dương chói mắt và bốn nguyệt lượng ngư ảnh mông lung. Hàn Lập nhớ rất rõ, khi màn đêm bông xuống, những vầng thái dương kia dần chuyển thành nguyệt lượng, còn khi ban ngày, ánh trăng kia sẽ lại chuyển thành tia nắng nóng nực chói trang, cứ như huyễn hóa thành bảy vầng thái dương. Nói đúng ra, nơi này tồn tại bảy cái thiên thể phát quang trên không chỉ là khi ban ngày thì bảy thiên thể này cực nóng mà đến ban đêm liền trở nên thanh lãnh ảm đạm vô cùng nếu cảm giác của hắn không sai thì ở đây thời gian giữa ngày và đêm dài gấp ba lần ở nhân giới mà sự tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lại càng khác biệt kinh người nếu không nhờ thể chất của hắn đã sớm tôi luyện đặc biệt thì cũng đã đi đời nhà ma rồi tự nhiên nơi này không phải là nhân giới nhưng có phải là linh giới hay không trong lòng hàn lập hồ nghi không dám khẳng định thứ nhất là linh khí ở đây cũng không nồng đập không giống như linh mạch ở linh giới mà hắn đã từng nghe. Thứ hai là cách hắn xuất hiện nơi đây có chút đặc biệt, hoàn toàn ngoài ý muốn. Vì vậy Hàn Lập cũng không biết mình đã thực sự đến linh giới hay chưa. Nghĩ lại chuyện xảy ra khi ở trong không gian tiết điểm, sắc mặt Hàn Lập liền trầm xuống, càng nhớ càng sợ. Bất quá nếu không phải điểm tối hậu trong hành trình, ngoài ý muốn gặp phải ba động của không gian phong bạo, Hàn Lập chính mình cũng không có một chút nắm chắc. Các bảo vật hộ thân của hắn đều đã bị vỉ diệt 89 phần ngay cả linh bảo bát linh xích cũng bị chôn vùi trong đó. Thậm chí nếu hắn không nhanh trí sử dụng hàng linh phù, thì chỉ sợ đã bị hôi phi yên diệt trong không gian phong bạo. Tuy nhiên tình hình hiện tại của hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn vừa mới thoát được không gian tiết điểm, xuất hiện nơi đây, bởi vì buộc phải tách ra khỏi băng phượng. Bây giờ cấm chế của băng phượng hạ trên người lúc trước, lại phát tác vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải hắn tinh thông nhiều loại bí thuật, vội vàng dùng một bí thuật khác mạnh mẽ áp chế cấm chế này, chỉ sợ sẽ bị pháp lực phản vệ chết ngay đương tràng. Nhưng dù vậy, dư lực cấm chế vẫn tán loạn trong cơ thể vô cùng nguy hiểm, không ngừng phá hư kinh mạch. Nếu không phải nhờ Mộc Sinh Châu phát huy bất diệt thân thể thần thông, không ngừng chữa trị các nơi bị hư tổn, thì thân thể hắn đã sớm hỗn loạn, bị phá hủy mà không thể tái sinh. Bây giờ trong thân thể của Hàn Lập tồn tại hai cỗ lực lượng, một cỗ không ngừng phá hoại, cỗ kia lại không ngừng chữa trị. Điều này khiến hắn vô cùng thống khổ, nhưng vô phương làm được điều gì, mà thân thể cũng không mảy may nhúc nhích được. Ngoài ra, lực phá hoại lại nhanh hơn lực chữa trị vài phần. Để tránh cơ thể bị phá hủy, trong tình thế cấp bách, hàn lập không còn cách nào khác là phải dùng phương pháp nguyên anh hư hóa, giáng nhịn đau, lấy tất cả bảo vật trong cơ thể ra ngoài, bỏ vào túi chữ vật, rồi tự tán nguyên anh, biến nguyên anh thành đại tinh nguyên, cường hành quán chú đến mọi nơi trong cơ thể, tăng cường quá trình chữa trị. Nhưng điều gì cũng có giá của nó sẽ hơn 100 năm trong cơ thể Hàn Lập sẽ không tồn tại bất kỳ một tia pháp lực nào, mà cũng không thể hấp thu linh lực hay sử dụng được thần niệm. Người ngoài nếu dùng thần niệm thô sơ quét qua chỉ phát hiện Hàn Lập là một phàm nhân mà thôi. Nhưng phương pháp tìm đường sống trong cửa chết này cũng có hiệu quả của nó. Chỉ cần sau hơn 3 tháng, cấm chế sẽ được giải trừ mà kinh mạch sẽ hồi phục lại được hơn nửa. Theo sự tính toán của hắn, chỉ cần hơn một tháng nữa, hắn sẽ khôi phục được sự hành động. Trong lòng tự đánh giá, một mặt hàn lập quay đầu nhìn xung quanh, quang cảnh đập vào mắt chỉ là cát xám, đá vụn mênh mông, không có bất cứ một loại cây cỏ nào sinh sống. Dĩ nhiên hắn đã rơi vào một vùng đất sa mạc hoang lương, cả nửa thân thể đều đã bị cát che lấp, nhưng cũng chỉ nằm bất động mà thôi. Ba vầng thái dương trên đỉnh đầu dần dần biến hóa thành nguyệt lược, cuối cùng chỉ còn một thái dương, bầu trời bắt đầu ảm đạm, hoàng hôn dần buông xuống. Nhưng giờ phút này, Hàn Lập lại không nhắm mắt, ngược lại hai mắt lại càng mở to, trong mắt lam mang chớp động nhìn chăm chú vào không trung. Không bao lâu sau, ở không trung phủ cận truyền đến tiếng tiêm minh thê lương, tiếp theo lục tục xuất hiện hơn 20 điểm đen trên không, bay vòng tròn, rồi nhanh chóng hạ xuống. Mặc dù không quán chú pháp lực vào trong mắt, nhưng bằng vào khả năng thị lực kinh người, hai mắt hàn lập nheo lại, nhìn rõ ràng 10 phần các điểm đen này. Đó là các con hắc sắc quái điểu đầu ưng, cỡ chừng 4 năm thước, dưới bụng có đôi lợi trào tỏa sáng, hắc sắc nhục xí mở ra giữ tận dị thường, trong nháy mắt đã bay đến cách mặt đất chừng 10 trượng, mục tiêu của bọn chúng chính là hàn lập trên mặt đất. Hàn Lập trong mắt chợt lóe hàn mang, tứ chi động vẫn bất động, nhưng đầu chuyển động, yết hầu và ngực nhấp nhô. Một đoàn cát sám, đá vụn nho nhỏ quỷ dị ngưng tụ trước hắn. Mắt thấy cát đá sẽ bay vào trong miệng hắn, thì Hàn Lập hé miệng phun ra một cỗ khinh phong, cát đá liền chuyển động quay tròn trước miệng, nhưng không rơi xuống. Lúc này Hàn Lập nhìn về không trung, chỉ thấy các con quái điểu này đã nhào tới thật gần mấy cái đầu há miệng lòi răng sắc bén, thậm chí đã nghe số khí đập vào mặt. Hàn lập thần sắc bất động, nhưng ngực thình lình ép lại, một cỗ bạch kình phong lẫm lẫm từ trong miệng phún ra đánh vào đám cát đá ở phía trên. Tiếng phá không vèo, vèo, nổi lên, cát đá vụn hóa thành nhiều điểm thanh mang bắn nhanh ra, giống như mãn thiên hoa vũ, đánh vào các con quái điểu, thanh âm phốc, phốc. Vang lên, mấy con quái điểu này phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như tiếng kim loại ma sát, trong nhất thời cả bọn cả kinh bay tán loạn ra xa hơn 10 trượng, từ trong thân thể vô số tơ máu bắn ra rơi xuống, xem ra đã bị thương không nhẹ. Một màn kinh người xuất hiện, các con chưa bị thương không công kích tiếp hàn lập mà ngược lại thay đổi phương hướng, hung hăng đánh về các con bị thương, trong nháy mắt đã phân thây bọn này thành từng mảnh. Sau đó mỗi con ngậm một miếng thịt máu me đầm đìa, liền cảm thấy thỏa mãn, dương cánh bay lên cao, trong chốt lát đã bay mất. Trong lúc này, trên mặt đất, hàn lập vẫn nằm nghiễm nhiên trong cát, giống như một bóng cô linh. Thần sắc Hàn Lập vẫn bình tĩnh, tựa như đã quen với việc này, nhưng ánh mắt chấp động, không biết đang nghĩ cái gì. Lại không biết qua bao lâu, vầng thái dương cuối cùng cũng dần dần biến thành nguyệt lượng. Cảnh tượng tuấn lệ như vậy, Hàn Lập đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy bảy nguyệt lượng sáng tỏ trên không trung, trong lòng hắn đều có cảm giác rung động. Hốt nhiên, thần sắc Hàn Lập biến đổi, ánh mắt kinh nghi bất định, nhưng chỉ trừ cái đầu còn có thể chuyển động, còn các hành động khác thì không thể thực hiện một lát sau từ xa truyền đến thanh âm ầm ầm mơ hồ giống như thanh âm ngựa phi xe kéo hỗn loạn hình như có đại lượng nhân mã đang sắp đi ngang qua hàn lập nhướng mày lộ ra vẻ do dự không biết có nên hay không gây sự chú ý cho đám này nếu hắn im hơi lặng tiếng thân thể cũng đã bị cắt đá che lấp thì đối phương cũng không thể dễ dàng phát hiện ra hắn nhưng hàn lập nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này một con chim nhỏ toàn thân xích hồng cỡ chừng quyền đầu quỷ dị xuất hiện trên đầu hàn lập bay lên cách mặt đất ba bốn chục trượng, không ngừng bay vòng tròn, miệng phát ra tiếng minh thanh dễ nghe. Thanh âm không lớn lắm nhưng cực kỳ du dương, người trong vòng vài dặm đều có thể nghe thấy rõ ràng. Bộ dáng muốn truyền tin tức đến xa đội kia, Hàn Lập thở dài, đánh trơ mắt nhìn tình huống trước mắt, chu dù hắn bổn cũ soạn lại, bắn đá vụn vào con chim kia thì cũng không thể làm được gì, đành lẳng lặng chờ đợi. Cũng không bao lâu, mặt đất chấn động nhỏ, có vẻ hướng đến vị trí của hắn. Vài tiếng hô vang lên, vài tên kỵ sĩ cưỡi quái thú chạy tới, rồi dừng lại phía xa, lẳng lặng nhìn Hàn Lập, ánh mắt lạnh như băng. Hàn Lập quay đầu nhìn đám này, tốt, mặc dù ăn mặc có chút cổ quái nhưng chính thật là nhân loại. Trong lòng Hàn Lập thoáng buông lỏng, các tên kỵ sĩ này độ tuổi từ 20 đến 40, phục sức trên người khôn giống nhau, có tên thì toàn thân giáp trụ kín mít, có tên thì vài khối cốt phiến phát ra quang mang nhàn nhạt che vài chỗ hiểm, cực kỳ đơn sơ. Nhưng ai cũng mang trong tay vũ khí nặng hình dáng giống như cây côn, phần đầu to hơn, bao trùm đầy mũi nhọn sắc bén, giống như một loại binh khí lang nha bổng. Nhưng càng hấp dẫn Hàn Lập hơn chính là quái thú bọn này đang cưỡi. Đó là một loại thanh sắc cự lang quái thú, trên đỉnh đầu có một cái sừng dài đen nhánh dựng đứng, từ eo lưng đến tứ chi đều mang áo giáp dày, cao chừng hai trượng, lộ vẻ dữ tợn dị thường. Khi Hàn Lập đánh giá bọn này thì đồng dạng bọn chúng cũng đang đánh giá hắn. Cả bọn đã nhìn ra tình trạng của Hàn Lập không ổn, các gương mặt nguyên đang căng thẳng dần dần buông lỏng vài phần, nhưng không dám tùy ý lại gần. Trong đó có một tên tráng hán cỡ chừng 40, trên mặt có một vết sẹo đao chém thật sâu, hốt nhiên quay đầu nói gì đó với tên thanh niên. Tên này lập tức lục lọi hồi lâu trong lòng, móc ra một khối vật trắng nhờ nhựa hình dáng như viên bàn, sau đó khu động quái thú chạy đến Hàn Lập. Đến cách khoảng mấy trượng thì tên này dừng lại, lại nói huyên thuyên một phen nhưng Hàn Lập nghe không hiểu nên không có chút phản ứng. Gã này bèn nhướng mày đánh giá Hàn Lập vài lần, giơ tay lên, viên bản trong tay nhắm ngay Hàn Lập nhẹ nhàng nhoáng lên. chương 1263, huyết chú văn và linh cụ. Từ lỗ thô to hình tròn bắn nhanh ra một trụ ánh sáng chiếu tới thơ hình hắn. Thân sắc của Hàn Lập trông rất là bình tĩnh, không thèm để ý gì tới quang hoa đang chấp động trên người. Việc này không phải hắn không có năng lực tránh né mà hắn liếc mắt qua cảm thấy linh quang này không có công kích. Vì vậy hắn muốn xem xem nó thế nào. Linh quang chợt tắt, rồi cột ánh sáng đó biến mất nhưng trên người hắn thì linh quang lại đại phóng lớn lên. Người thanh niên này cúi đầu nhìn thoáng qua viên bàn, rồi đột nhiên sắc mặt lộ ra vẻ kinh hoàng hướng về phía sau quát to lên một tiếng. Những vị tu sĩ ở phía sau nghe được tiếng hô này liền xôn xao lên một trận. Lập tức thấy được một vị hán tử trên mặt có vết sẹo to, lớn tiếng hỏi vị thanh niên vài câu. Sau khi hỏi đáp vài câu, nhìn xuống phía mặt đất nơi Hàn Lập đang nằm liếc mắt nhìn một cái liền giật mình hắn khu động con cự lang đi tới bên cạnh người thanh niên. Hắn mở miệng hỏi Hàn Lập mấy câu nhưng nhìn thấy hai mắt Hàn Lập vẫn bình thường dường như hắn không hiểu được những lời này. Trung niên hắn tử sờ sờ cầm rồi âm thanh trong miệng biến đổi, dường như thay đổi một loại ngôn ngữ khác. Ngay khi nghe được loại ngôn ngữ này thần sắc của Hàn Lập vừa động. Mặc dù nghe không hiểu nhưng hắn có cảm giác có chút quen tai. Bởi loại ngôn ngữ này có chút giống như một loại thượng cổ ngôn ngữ của nhân giới. Vị đại hán thấy Hàn Lập biểu hiện như vậy, thần sắc của hắn liền vui lên. Vội vàng mở miệng sử dụng loại ngôn ngữ này hỏi mấy câu nhưng lại thấy Hàn Lập lắc lắc đầu ra vẻ không hiểu. Đại hán có chút đau đầu, đem vũ khí treo lên thân con cự lang. Sau đó lấy từ trong lòng ngực ra một cái hộp gỗ màu vàng rồi mở nắp ra. Bên trong lộ ra một viên châu màu vàng to bằng ngón tay cái. Trên bề mặt chớp động linh quang, trên mặt của vị trung niên hán tử run lên vài cái rồi lại cúi đầu nhìn tới Hàn Lập một hồi rồi nhìn lại Viên Châu một chút. Trên mặt lộ ra vẻ tâm tình bất định, cắn răng một cái lấy tay cầm Viên Châu này ra. Cổ tay vừa lật liền xuất hiện một chiếc nhẫn hình dáng kỳ lạ. Mặt ngoài của nó minh ấn vài loại ký hiệu, ngoài ra phía trên còn có một khỏa tinh thạch màu xanh biếc to bằng hạt đậu. Đại hán đem viên châu này hướng tới tinh thạch trên trên chiếc nhẫn đưa tới. Bỗng nhiên quang mang đại phóng rồi viên châu sáng rực lên sau đó vị đại hán này không chút do dự đem viên châu này hướng tới người của hàn lập ném đi vật ấy vừa tiếp xúc tới thân thể của hàn lập giống như là một loại thông linh nhập vào trong đó không còn bóng dáng nữa hàn lập cảm thấy nao nao một trận trong cơ thể dường như có một luồng lương khí từ viên châu nhập vào chạy lung tung rồi hướng thẳng tới trên đầu mà đi tới trong lòng liền hoảng sợ nếu giống như trước kia khi pháp lực vẫn còn thì hắn sẽ không cho luồng lương khí đi như vậy mà liền vận pháp lực để bài trừ nó ra khỏi cơ thể nhưng hiện tại pháp lực đã mất, thân thể không thể nhúc nhích. Vì vậy chỉ còn một cách là gương mắt đứng nhìn mà không biết làm gì cả. Cũng may là mấy người này không có chút ác ý nào cả, vì vậy Hàn Lập cũng không tỏ ra vẻ kinh hoàng. Luồng lương khí đó ở trong não đi qua một vòng rồi liền biến mất không còn chút nào. Nhưng trong đầu đột nhiên đau đớn rồi sau đó trong thần thức hiện ra vô số đồ án, mạnh mẽ hướng tới trong đầu mạnh mẽ quán chú đi vào. Mặc dù thần niệm của Hàn Lập không cách nào thả ra bên ngoài, nhưng mà thần thức bên trong cơ thể vẫn rất là cường đại đúng là hàng thật giá thật. Sắc mặt của hắn chỉ hơi biến đổi một chút, rồi thần thức đem tất cả những thứ này thu nạp hết, trong nháy mắt hắn biết được một loại ngôn ngữ xa lạ. Loại ngôn ngữ này đúng là cùng một loại mà hắn nghe được từ vị đại hán kia. Đại hán mặt sẹo thấy hàn lập đem viên châu hút vào trong cơ thể xong và thấy không có biểu hiện gì khác lạ. Lần nữa lộ ra vẻ giật mình, nhưng lập tức trầm giọng nói, hiện tại người có thể nghe và hiểu được lời của ta rồi ngươi là ai vì sao lại ở nơi này nơi này chính là chỗ sâu nhất trong thanh la sa mạc người bình thường không thể nào xuất hiện được ở đây thanh la sa mạc tại hạ chưa nghe nói qua nơi này nói thật là ta trong lúc vô tình mà đi tới đây bằng một loại phương pháp đặc thù căn bản mà nói ta không biết nơi này là chỗ nào nữa còn thân phận của ta ta cũng chỉ là một người bình thường nên cũng không có gì để nói các hạ có thể gọi ta là hàn lập hàn lập cười khổ một tiếng rồi nói như vậy Phương pháp đặc thù, ngươi là từ không gian khe hở mà tới đây. Nghe cũng bình thường, bởi nơi này nguyên bổn là một chỗ không gian vết nứt thường xuyên bộc phát nổ ra, cho nên thường xuyên có nhiều người từ ngàn dặm bị truyền tới đây. Đại Hán trên mặt không chút kỳ quái nào cả mà dường như đã biết được sự tình nên nói ra như vậy. Nghe xong lời nói này Hàn Lập cũng không cần nói ra những lời mà hắn đã sắp đặt dự định nói. Hắc hắc, nhìn bộ dáng của các hạ dường như không phải là người bình thường. Nhưng chỉ cần ngươi không phải ngoại tộc biến hóa và lai lịch rõ ràng thì không sao cả. Nhưng hiện tại xem ra con người của ngươi cũng thật là may mắn nếu như không có ai cứu ngươi thì mấy ngày nữa chính là lúc bò cạp của Thanh La Sa mạc đi qua. Đến lúc đó cho dù ngươi có đại tài bản lãnh thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Giờ thế nào có nguyện ý cùng với Thiên Đông Thương Hào của chúng ta làm một bản hiệp nghị không? Chúng ta có thể mang ngươi đi nhưng mà để bù lại, ngươi phải làm việc cho bổn hiệu buôn chúng ta trong vòng 20 năm sau khi hết 20 năm thì ngươi mới có thể rời đi. Đại Hán, trên mặt có một vết sẹo co quắp lại, khóe miệng lộ ra một hàm răng cười nói. 20 năm, không thành vấn đề, ta đáp ứng rồi, ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe lên và có một chút do dự nhưng liền đồng ý ngay. Tốt, người đã đáp ứng vậy hãy viết ra một phần huyết chú đi. Đại Hán cười ha hả lên một tiếng hướng tới phía sau kêu một tên kỵ sĩ đi tới. Từ phía sau một tên kỵ sĩ từ trên người lấy ra một sấp giấy thật dày, rồi tùy ý rút ra một tờ. Cắn ngón tay một cái rồi viết lên trên đó vài dòng xong rồi nhảy xuống khỏi cự lang đi tới phía trước. Đem tờ giấy đưa ra trước Hàn Lập mở ra để cho hắn nhìn qua một lượt. Hàn Lập nhướng mày nhìn tờ giấy này nhìn một hồi lâu không nói lời nào. Như thế nào, ngay cả huyết chú Văn thư mà ngươi cũng chưa từng thấy qua hay sao? Đại hán ngẩn người ra rồi dường như nhớ ra cái gì đó nói. Không có, bởi đây là lần đầu tiên tại hạ nhìn thấy nó có thể nói cho ta biết vật này có tác dụng gì hay không? Hàn Lập nhìn chăm chú tờ giấy với rất nhiều ký hiệu, thành thật trả lời. Tờ giấy này là loại giấy gì nó có lẽ giống như là một trang phù chú mà thôi. Những ký hiệu trên mặt của cái phù triện này hắn cũng biết một chút. Cái này giống như là một loại ký hiệu rất là xa xưa ở nhân giới. Nhưng có thể sắp xếp thành hàng từng câu chữ như vậy thì đây là lời đầu tiên hắn thấy được. Mà nó dường như còn có mơ hồ tỏa ra một luồng huyết tinh khí thật là có chút quỷ dị. Ngay cả huyết chú Văn thư mà cũng chưa từng thấy, chẳng lẽ là người từ phía đông tới đây sao? Vậy để ta nói cho ngươi biết, vật này cũng rất là đơn giản, chỉ cần ngươi thấy chữ viết trên đó không có vấn đề và lại cam tâm tình nguyện nhỏ ra một giọt máu thì khế ước lập tức có hiệu lực. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý thì huyết chú chi lực sẽ lập tức hút lấy một phần tinh hồn của ngươi để cho ngươi sống không bằng chết. Hắc hắc, đây là độc môn do huyết chú môn luyện chế thành. Trừ phi có người là thần tiên thì mới có khả năng giải trừ nếu không thì bị cấm chế ở đây cuối cùng đại hán nhịn không được thuận miệng giải thích một chút trên mặt của hàn lập lộ vẻ do dự thưa dịp lúc này mặc dù hắn không thể biết huyết chú này sẽ nguy hiểm thế nào nhưng hắn cũng đã biết được một ít ý nghĩa của nó cái phù triện này xem qua cũng không phức tạp mặc dù không cách nào hiểu rõ được nhưng lấy khả năng chế tạo phù triện cao siêu của hắn thì việc phá giải nó cũng không phải là việc lớn hơn nữa thông qua độ phức tạp của những ký hiệu này thì chỉ có thể ước thúc được chút cơ kỳ tu sĩ cho nên chỉ cần là kết đan kỳ thì không thành vấn đề. Mặc dù trong cơ thể của hắn không còn chút pháp lực nào nhưng Nguyên Anh biến thành tinh nguyên tất cả đều quán chú vào trong cơ thể của hắn thì hắn lại càng không cần phải sợ gì tới cái huyết chú này. Chỉ sợ cái lời nguyền cấm chú này khi đi vào cơ thể hắn sẽ liền bị hóa giải hết ngay lập tức. Có thể nói vật này giống như là một vật tà khí gọi là Minh Hà Chi Hiệt do lão giả họ tính của cửu U Tông làm ra. Nhưng hai cái này không thể nào đánh đồng giống nhau được. Bởi Minh Hà Chi Hiệt có thể ướt thúc được cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà huyết chú văn thư có thể nói hơn phân nữa là được phàm nhân sử dụng cầm chế lẫn nhau. Hơn nữa nghe qua khẩu khí của Đại Hán thì vật này cũng là một vật bình thường. Tâm niệm của Hàn Lập nhanh chóng bình tĩnh lại và ánh mắt đồng thời xem qua những dòng chữ được viết ra trên tờ giấy này thì thấy nói rõ là vì để cứu hắn thì hắn phải chịu ước thúc 20 năm làm việc để bù lại. Có thể, không thành vấn đề, nhưng hiện tại ta không cách nào nhúc nhích được có thể hay không để sau này thực hiện miệng của Hàn Lập trả lời đồng ý nhưng bộ dáng của hắn thì không có ý gì là tình nguyện. Ra vẻ lấy cớ để né đi, đại hán mặt sẹo cười lạnh một tiếng đưa tay cầm lấy huyết chú văn thư đưa lên cầm nói. Tiểu thất, ngươi giúp hắn một cái, tên kỵ sĩ có tên là tiểu thất lập tức đem tờ giấy đi tới trước ngực Hàn Lập đưa ra. Một tay nắm lấy cổ tay của Hàn Lập còn tay kia thì Hàn mang chợt lóe từ bàn tay xuất hiện ra một thanh thủy thủ sắc bén dài khoảng một tấc. Hướng tới cổ tay của hắn hoa lên một cái bụp một tiếng của kim khí va chạm âm thanh truyền đến. Nhưng chỗ cổ tay của Hàn Lập không có chút máu nào mà ngay chỗ thanh thủy thủ xoẹt qua ngay cả một vết chảy xước cũng không thấy. Lần này, ngay cả đại hán và bao gồm những người khác tất cả đều kinh ngạc. Còn vị kỵ sĩ cầm thủy thủ còn kinh ngạc hơn nữa. Ngoài tu luyện chính là huyền giáp công và còn có kim võng quyết. Có phải tất cả đều tu luyện tới tầng thứ hai? Đại hán mặt sẹo sau khi tỉnh lại trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị hỏi. Là kim cương quyết, tầng thứ ba, Nghe được đối phương hỏi như thế Hàn Lập trầm mặc suy nghĩ một chút rồi mới chậm rãi trả lời. Nhưng trong lòng hắn thực sự rất là vui mừng. Hiện tại, cuối cùng hắn có thể xác định được từ phân thân của thiên lan thú là nơi này chính là linh giới. Nếu không với kim tài quyết bậc này công pháp thì làm sao có thể xuất hiện từ một người là phàm nhân chứ? Tầng thứ ba kim võng quyết, vậy thì đã có thể trực tiếp đối kháng với đê giai yêu thú. Xem ra tại hạ đúng là tìm được một bảo vật rồi không trách được tiểu thất phàm khí không thể thương tổn được ngươi chút nào phải dùng tới kim oanh kiếm đi mặc dù nó chỉ là một kiện đê giai linh cụ nhưng chỉ cần các hạ không có chủ ý thúc giục pháp quyết ngăn cản thì ta có thể tạo ra một lỗ nhỏ trên người của ngươi đại hán mặt sẹo thở hắt ra một cái thần sắc khôi phục lại như thường sau đó bàn tay vừa nhấc một thanh kiếm có vỏ bọc được ném tới linh cụ hàn lập vừa nghe loại tên cổ quái này trong lòng vừa động còn tên tiểu thất sau khi tiếp được thanh kiếm này thì liền rút ra nghe một tiếng rẹt một cái thì một đoàn kim mang trong nháy mắt hiện ra phóng đi bốn phía. Hai mắt hàn lập nhíu lại xem xét, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Cái linh cụ này vừa nhìn dường như giống như là pháp khí. Chẳng lẽ phàm nhân ở linh giới cũng có thể khu động pháp khí? Nhưng mà sau khi ánh mắt của Hàn Lập cẩn thận liếc qua, cuối cùng cũng phát hiện ra được chỗ không giống nhau. Chính là ở chỗ chuôi kiếm này có khảm một viên linh thạch màu vàng linh quang chấp động không ngừng. Cái linh thạch này không phải cấp thấp đúng là một khối trung giai kim trúc tính linh thạch nhưng so với linh thạch của nhân giới nhỏ hơn khoảng 5 lần. Trong lòng hắn kinh ngạc đó chính là chỉ thấy từ trên người của tiểu thất còn lấy ra một cái bao tay bằng da thú sau đó đeo vào, rồi mới từ từ cầm lấy thanh kiếm này. Cái bao da thú này mặt ngoài có rất nhiều ký hiệu chấp động tất nhiên màu sắc của nó so với khỏa linh thạch bằng hạt đậu không giống nhau. chương 1264, Thiên Đông Thương Hào Kim oánh kiếm được bàn tay có bao tay nắm giữ quang mang trên thân chợt tắt còn thân kiếm thì âm hàn trổi lên mạnh mẽ bước người nhìn tới đây trên mặt của hàn lập không chút thay đổi nhưng trong lòng quả thực có chút giật mình sau khi mang cái bao tay vào thì tên kỵ sĩ dễ dàng khu động được thanh kiếm này thanh linh cụ này thật sự làm đảo lộn hết những suy nghĩ trước nay của hắn mặc dù đã nghe phân thân của thiên lan thánh thú nói qua thì những vị phạm nhân kiệt xuất của linh giới dường như có thể dám cùng với tu tiên giả đối kháng với nhau nhưng mặc dù thanh linh cụ này thực sự yếu ớt có thể nói giống như là một loại pháp khí nhưng mà phàm nhân cũng có thể sử dụng điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên như thế có thể nói bình thường chẳng phải nhân huynh có thể diệt giết được đê giai tu sĩ hàn lập thực kinh ngạc một chút vị kỵ sĩ trước mặt đoàn kiếm trong tay nhoáng lên lần nữa hướng tới cổ tay của hàn lập nhưng lần này trông rất là cẩn trọng hàn lập nhướng mày trong lòng chậm rãi thúc giục pháp quyết nói vậy cũng tốt Minh Vương Quyết và Kim Cương Quyết mặc dù cùng dạng là công pháp nhưng mà trên phương pháp thì lại khác nhau một cái thì mượn linh lực bên trong cơ thể để tu luyện còn cái kia thì lại mượn linh lực từ bên ngoài để cường quán thân thể. Ban đầu Hàn Lập tự nhiên là chọn dùng phương pháp của Minh Vương Quyết để tu luyện nhưng mà hiện tại không thể thuộc dục được công pháp này mà chỉ có thể sử dụng loại tâm pháp mới thôi. Hơn nữa Minh Vương Quyết của hắn cũng đã tu luyện tới tầng thứ ba còn thối cốt quyết do có được Long Lân Quả phụ trợ cho nên đã sớm tu luyện tới tầng thứ tư, chỉ bằng vào thân thể mà nói nếu như hắn không có vận dụng kiềm hàm bớt huy năng của kim cương quyết thì kim oánh kiếm cũng không cách nào thương tổn được hắn. Ngay khi đoàn kiếm này tiếp xúc tới cổ tay của hắn thì kim mang thoát dừng lại cuối cùng thì cũng cắt qua được một vòi máu chảy ra. Kỵ sĩ vội vàng nắm lấy tay kia của Hàn lập điểm vào chỗ máu này rồi bắt đầu viết ra mấy loại ký tự cổ quái lên huyết chú văn thư này. Ngay khi mấy dòng huyết chú này viết ra thì nó liền nhập vào trong tờ giấy không còn bóng dáng nữa. Giờ phút này tên kỵ sĩ mới nhìn Hàn Lập cười một tiếng nói. Giờ các hạ chỉ cần đem nội dung của khế ướt này nghĩ tới một lần rồi tỏ vẻ đồng ý là được rồi. Hàn Lập nghe xong như vậy trong lòng vừa động nhưng vẫn cứ làm theo y vậy. Kết quả là quang mang trên huyết chú văn thư bổng đại phóng lên rồi các loại ký tự dường như sống lại từ trong văn thư bắn ra rồi nhập vào trong người của Hàn Lập và tên kỵ sĩ sau đó không thấy nữa. Còn cái huyết chú văn thư thì tự mình phát ra âm thanh nghe phù phù một tiếng rồi tự cháy tạo thành một đoàn bích lục trong hỏa diễm cháy không còn gì hết ha ha rất tốt hàn huynh đệ từ hôm nay trở đi ngươi chính là người của thiên đông thương hào chúng ta tiểu thất đi tìm một chiếc xe đến hiện giờ thân thể của hàn huynh đệ còn yếu lắm không thể nào cưỡi được toan lang thú kỵ sĩ mặt sẹo mặt lộ vẻ tươi cười nhìn hàn lập với vẻ mặt rất là ôn hòa lúc này tên thanh niên đáp ứng một tiếng lập tức thúc giục cự lang phía dưới đi tới phía trước còn đại hán mặt sẹo thì cười híp mắt cùng với Hàn Lập nói chuyện phiếm và cũng tự giới thiệu về mình. Lúc này Hàn Lập mới biết được đại hán mặt sẹo tên là Trương Khuê là một vị hộ vệ đội trưởng của Thiên Đông Thương Hào. Lần này hắn hộ tống một lô hàng hóa quý trọng và đắt giá đi ngang qua thanh la sa mạc này. Còn thanh la sa mạc thì không thể coi là nhỏ được bởi vì một đội xe muốn đi nhanh nhất cũng phải mất một tháng thời gian mới đi được từ bên này băng xuyên qua tới bên kia. Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau thì từ phía xa thấy có bụi bay mịt mù nổi lên, có một vật rất là to lớn hướng chỗ này đi tới. Tiểu thất nhìn thấy đám bội này liền tiến tới phía trước giường như là để chỉ đường. Khi nó đi tới gần thì lúc này Hàn Lập mới thấy rõ đó là một con cự quy khổng lồ cao khoảng 4 năm trượng còn bề ngang khoảng 7-8 trượng từ xa đi tới. Ở trên cự quy còn có một cái thùng xe bằng gỗ xanh còn phía trước thì có một cái chỗ ngồi, ngồi trên đó là một tên hôi bào lão giả trông rất là xấu xí nhìn bề ngoài thì giống như là một tên phu xe vậy. Cửa quy khi tới trước mặt mấy tên kỵ sĩ thì dừng lại còn thùng xe thì tự động mở ra bên trong xuất hiện ra một người thiếu nữ vận áo xanh khoảng chừng 15-16 tuổi, mặt tròn xinh đẹp bộ dáng thật là đáng yêu. Trương Thúc, chính là người này sao? Thiếu nữ đưa mắt nhìn tới Hàn Lập đang nằm dưới đất liếc qua một cái cười híp mắt hỏi. Hương Nhi cô nương, vị này Hàn huynh đệ đã gia nhập vào hiệu buôn của chúng ta nhưng giờ thân thể không được tốt lắm. Những xe khác thì chứa đầy hàng hóa, vì vậy chỉ còn nước phải làm phiền tới mấy vị cô nương đại hán mặt sẹo rất là khách khí với thiếu nữ nói ồ nếu như đã gia nhập vào hiệu buôn của chúng ta thì cũng không phải là người ngoài chiếu cố hắn một chút cũng là chuyện phải làm đưa hắn tới đây đi thiếu nữ thản nhiên cười nói một câu mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng đã lộ ra một nét rất là quyến rũ đại hán mặt sẹo trong miệng liên tục cảm ơn lập tức tay vung lên hai tên kỵ sĩ nhảy xuống cự lang đem hàn lập từ trong đống cát lôi ra một người khiêng cái đầu còn người kia thì bê cái chân rồi leo lên một cái thang dây, đem Hàn Lập đưa lên mình con cửa quy. Thân hình của người thiếu nữ nhoáng lên, tiến vào trong xe trước theo sau là hai tên kỵ sĩ cũng đã đem Hàn Lập tới cửa xe. Hàn Lập đưa mắt liếc qua một cái liền nhìn thấy hết thảy mọi thứ ở trong xe. Bên trong thùng xe không gian rất lớn có thể chứa được hơn 10 người. Nhưng lúc này ngoại trừ thiếu nữ vận áo xanh ra thì bên trong xe còn có 3 vị thiếu nữ nữa. Tuổi từ khoảng 12, 13 đến khoảng 16, 17. Mặc dù còn nhỏ nhưng dung mạo ai cũng rất là xinh đẹp. Và cũng không ai giống ai cả. Mà bên trong xe ngoại trừ một cái bàn và bốn phía đều răng các loại màn tơ thả dài xuống thì trống không không có thứ gì hết. Trông rất là trống trải. Không trách được vì sao mà đại hán mặt sẹo lại đưa Hàn Lập vào đây. Sau đó Hàn Lập được bố trí nằm trên một cái ghế dài trên mặt lót một tấm nệm làm bằng một loại da thú màu vàng mềm mại ở một góc của thùng xe. Thật là thoải mái hai tên kỵ sĩ này làm xong thì liền nhanh chóng lui ra ngoài mà không dám liếc mắt nhìn tới mấy vị cô nương đang ở trong này hàn lập có chút kinh ngạc nhưng do trước đây khi còn ở nhân giới đã trải qua không biết bao nhiêu là sóng to gió lớn vì vậy tự nhiên sẽ không lộ ra bất kỳ việc gì là khác thường sau khi hướng tới mấy vị nữ tử nọ mỉm cười chào hỏi rồi liền tự động nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức có thể nói là trong thân thể của hắn không còn một tia pháp lực hơn nữa kinh mạch còn không có hoàn toàn khôi phục thực sự là không thể thu luyện bất cứ cái gì hết nhưng là ở trong sa mạc này hơn một tháng trời ban ngày thì nắng như thiêu đốt còn ban đêm thì lạnh thấu xương hơn nữa bên trong cơ thể chịu rất nhiều áp lực và đau khổ vì vậy tinh thần của hắn rất là mệt mỏi trong thùng đang có bốn vị nữ tử ngồi ngay từ lúc đầu bọn họ đã dùng ánh mắt tò mò đánh giá hàn lập rồi thầm thì nói nhỏ với nhau rõ ràng là đang bàn tán về hắn Mặc dù âm thanh của những vị nữ tử này rất nhỏ nhưng ở cự lị gần như vậy cùng với tính lực của Hàn Lập rất tốt cho nên đã nghe hết toàn bộ nội dung câu chuyện mà họ nói. Hương nhi muội muội người bị này bị cái gì mà lại không thể nào cử động được kia chứ? Ai mà biết, nhưng mà lúc nãy có nghe qua Trương Thúc nói là chút nữa có một vị tu tiên đến xem xét lại. Hừ hừ, không biết Trương Đại Thúc xem thế nào mà lại coi trọng người quá. Nhưng mà vị tu tiên này lẽ nào lại dễ dàng mời tới được kia chứ? Việc này không rõ ràng lắm nhưng mà Trương Thúc nói người này dường như tiềm lực rất lớn có thể nói là một nhân tài hiếm có. Nếu không thì cũng đã không cho hắn vào trong xương phòng của tỉ muội chúng ta. Nhân tài, ta thật sự không biết hắn tài giỏi chỗ nào nữa. Người này nhìn qua thì thấy cũng bình thường thôi. Hàn lập đối với những lời bàn tán của những vị nữ tử này làm như là không nghe thấy tới chỉ lẳng lặng nằm trên tấm da thú mà không nhúc nhích. Lúc này cứ quy lại quay đầu và bắt đầu di chuyển. Mặc dù tốc độ không chậm nhưng lại rất vững vàng. Trong thùng xe Hàn Lập cũng chỉ có thể cảm nhận được có sự sóc nhẹ mà thôi. Không lâu sau đó cửa quy bỗng nhiên dừng lại, âm thanh ồn ào nổi lên từ xa truyền đến có lẽ cửa quy đã về tới đội xe của họ rồi. Rồi lại nghe tiếng của đại hán mặt sẹo quát lên một tiếng. Cả đội xe lại tiếp tục lên đường, do Hàn Lập nằm bên trong thùng xe nên không thể thấy được tình hình của đội xe nhưng có thể biết được số lượng đội xe này không ít có thể vào khoảng 2-300 người lúc này bốn vị nữ tử bàn tán chuyện của hàn lập một hồi thấy hắn không có chút phản ứng nào liền thấy không có chút hứng thú nên đã chuyển đề tài bắt đầu nói đến những chuyện khác lần này thì âm thanh lại lớn hơn rất nhiều so với lần trước và không chút kiêng nể gì tới hàn lập nghe nói lần này thiên đông thương hào chúng ta vận chuyển hàng hóa dường như có quan hệ tới sự an nguy của an viễn thành cho nên an viễn thành thành chủ mới trả một lượng linh thạch rất lớn để thuê đội xe của hiệu buôn chúng ta vận chuyển hàng hóa từ một chỗ xa xôi như thế tới nếu không thì một cái thành nhỏ như An Viễn Thành này cũng không thể nào thuê được thiên đông thương hào làm chuyện này. Nhưng mà hiện tại Hà Phu Nhận đã tới trước An Viễn Thành mà ngay cả bốn người chúng ta cũng không có mang theo việc này thực sự là kỳ quái. Hi hi, ba người các ngươi đúng là không biết gì hết. Lần này Phu Nhân tự thân đi làm việc thì có thể thấy hàng hóa lần này rất là quan trọng. Hơn nữa lần này Phu Nhân còn đi tới để đón ngũ thiếu gia về nhà. Ngũ thiếu gia, vị này chính là con ruột của phu người mà mười mấy năm trước được đưa tới đây để tu luyện. Nhưng không phải đã nói là ngũ thiếu gia đã được một vị tu tiên sĩ thu vô là môn hạ rồi hay sao chứ? Giờ sao lại xuất hiện ở An Viễn Thành này? Một tiếng kinh hãi la lên, nghe ra âm thanh này là của vị thiếu nữ tên là Hương Nhi. Cái này ta cũng không rõ lắm, ta cũng mới nghe phu nhân nói vậy. Ta nghe nói vị ngũ thiếu gia này bởi thân có đủ linh căn nên từ khi còn nhỏ đã được phu nhân và lão gia thương yêu rất nhiều nếu là như vậy thì phu nhân không thể tự thân mình tới đây trước rồi mấy vị nữ tử này nói chuyện không ngừng còn hàn lập nằm trên ghế dài thần sắc bình thường ngực phập phồng giường như đã ngủ rồi ai ở bên ngoài vị thiếu nữ lớn tuổi nhất ở trong xe có một vị thiếu nữ vận áo xanh sắc mặt bổng nhiên trầm xuống hướng tới cửa xe nói còn ba vị nữ tử khác nghe vậy thần sắc hơi đổi lúc này từ bên ngoài thùng xe truyền đến một âm thanh nhàn nhạt, nhạt của một vị nam tử liễu nhi cô nương bần đạo là nam kỳ tử được trương thí chủ mời đến để xem qua một vị thí chủ là họ hàn thì ra là nam kỳ tử đạo trưởng liễu nhi thất kính đạo trưởng mời vào thiếu nữ vận áo xanh thần sắc hòa hoãn theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn tới góc của thùng xe kết quả làm cho cô ta phải ngẩn ra bởi vì không biết từ lúc nào hàn lập đã mở hai mắt ra hơn nữa đầu ngẩng lên vừa lúc chạm mắt với ánh mắt của cô ta khóe miệng có chút cười lúc này vị nữ tử thúy sam tên là hương nhi đã mở cửa xe ra phía bên ngoài là đang có một vị hoàng bào đạo sĩ cùng với một vị lão giả áo trắng. Đạo sĩ chỉ có khoảng 30 tuổi, thanh quang trên mặt hiện ra, rõ ràng là pháp lực đã đạt tới một tầng pháp lực nào đó rồi. Còn vị lão giả áo bào trắng thì đầu tóc điểm bạc mặt có vài nếp nhăn xem ra có vẻ già nua một chút. Tốt, phù lão, lão nhân ra người sao cũng lại đến, gặp mặt vị lão giả áo trắng, thiếu nữ vận áo xanh ngẩn ra cảm thấy không ngờ tới được. Trường 1265, Nam Kỳ Tử và Phù Lão thật không thể nào nghĩ ra là người mới gia nhập này lại là một vị tuổi trẻ kỳ tài hiếm thấy. Có thể tu luyện kim cương quyết tới tầng thứ ba rồi. Thực sự làm cho lão phu giật mình đây, lão giả ho nhẹ tiếng, mấy nếp nhăn trên mặt lay động. Kim cương quyết tầng thứ ba, người này, thiếu nữ vận áo xanh thật sự kinh hãi hai mắt trợn tròn nhìn tới. Hương nhi muội muội không được vô lễ, nhanh chân nhường đường cho đạo trưởng và phù lão đi vào đi. Thiếu nữ vận áo làm ánh mắt chấp động rồi lại nói như vậy ai ra là hương nhi thất lễ hương nhi sau khi được thiếu nữ vận áo lam nhắc nhở mới tỉnh ngộ ra vội vàng chuyển thân nhượng hai người đi vào cửa vị đạo sĩ nam kỳ tử mỉm cười không thèm để ý tới còn phù lão thì thở dài một hơi sau đó mới chậm rãi từ từ đi vào trong cửa xe lúc này ngoài trời sắc trời tbn ngoài đang tối dần còn đội xe thì vẫn nhanh chóng đi tới phía trước mà không chú ý tới việc này vị huynh đài này chính là người mà trương lĩnh đội trưởng nói tới sau Đạo sĩ không chút khách khí hỏi ánh mắt thì liếc qua Hàn Lập nhìn một cái. Không sai chính là tại hạ. Đạo trưởng là do Trương Huynh mời tới nhưng chỉ sợ thân thể của tại hạ sẽ làm cho đạo trưởng bó tay. Vì vậy cứ để cho tại hạ tự mình tịnh dưỡng vài tháng thì sẽ tự động khỏi. Hàn Lập bình tĩnh trả lời. Hắc hắc, nếu như các hạ có thể tu luyện kim cương quyết tới tầng thứ ba thì thần thông to lớn và cũng không thấp hơn tại hạ. Nhưng tu tiên giả cùng với luyện thể sĩ các người có chút bất đồng. Nói không chừng bần đạo cũng có biện pháp đây vì vậy ngươi sẽ không cần phải nằm một chỗ lâu tới vài tháng nam kỳ tử không quan tâm tới nói đó mà lại kinh đạm trả lời hàn lập nghe vậy trên mặt hiện ra một tia dị biến mặc dù thần niệm của hắn không cách nào phóng xuất ra ngoài cơ thể để kiểm tra tu vi của đối phương nhưng với khoảng cách gần như vậy thần niệm của hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được vị đạo sĩ trước mặt mình chính là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ khi còn ở nhân giới thì bất kỳ là ai một khi tiến vào tu tiên giới thì đều có một loại cảm giác đó là đều xem phàm nhân là những cấp dưới cho dù người đó là luyện khí kỳ tu sĩ thì cũng có cảm giác như vậy nhưng khi tiếp xúc với một vị đạo sĩ có chút cơ kỳ tu vi ở linh giới này thì thấy hắn rất là khách khí khi nói chuyện với một người là phàm nhân như mình điều này hàn lập thực sự không bao giờ dám nghĩ tới và cũng có cảm giác là lạ xem ra đúng như những gì mà phân thân của thiên lan thú đã nói thì lực lượng của phàm nhân ở linh giới không đơn giản thậm chí ngay cả tông môn tu sĩ cũng không dám khinh thường trong lòng tự đánh giá như thế trên mặt của hàn lập hiện ra nụ cười khách khí nói nếu đạo trưởng đã nói như thế vậy thì làm phiền đạo trưởng nam kỳ tử thấy hàn lập đồng ý thì lộ vẻ tươi cười sau đó vung tay một cái trên cổ tay áo xuất hiện ra một cái viên hoàn màu xanh nhạt còn tay kia thì đưa tới cái viên hoàn rồi trong tay xuất hiện ra một cái kính đồng màu vàng thấy như vậy trong lòng hàn lập nhất động cái này dường như cũng là một cái chữ vật pháp khí nhưng rõ ràng là tốt hơn nhiều so với chữ vật đại một tên luyện khí kỳ tu sĩ mà có được đồ vật như vậy thì ra những thứ đồ này vật thông dụng ở linh giới tu sĩ rồi. Có thể nói hơn một phân nữa tu sĩ ở linh giới không có sử dụng tới. Chữ vật đại của hắn có cất một cái nguyên anh tán đi thì hai viên diệt tiên lôi hắn đã lấy ra giấu ở trên người. Còn tất cả những bảo vật khác hắn đều bỏ vô những túi khác và đem chôn cùng với mấy cái linh thú túi sâu hơn 10 trượng dưới đất. Vì để an toàn hắn đã cố ý đem mấy cái linh thú túi để lại nhưng đã mở túi ra và ra lệnh cho phệ kim trùng, lục rực xương công và đề hồn thú trông coi mấy túi chữ vật này. Còn con thổ giáp long lúc trước hắn đã để lại cho Nam Cung Huyền ở hạ giới mà không có đem tới linh giới này. Lúc này trên người hắn ngoại trừ một cái có một cái có khả năng hóa vô hình là hóa linh phù cùng với phá diệt pháp mục là không ai nhìn thấy còn tất cả các thứ như hư thiên đỉnh cùng với 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm hắn đều để lại ở bên trong sa mạc. Bởi hiện tại hắn không cách nào khu xử được pháp lực nên nếu như mang theo nhiều loại trọng bảo như vậy thì thực sự là mang họa sát thân hắn cần phải chờ tới khi nào có thể hồi phục được pháp lực thì sẽ trở lại nơi này để lấy lại mấy loại bảo vật này là được hơn nữa ở trong sa mạc hoang vu như thế này và được linh trùng canh giữ thì chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra còn cái bình nhỏ thần bí màu xanh biết kia sau khi suy xét một hồi lâu rồi cuối cùng hắn cũng đem theo giữ nó ở trên người cái bình nhỏ bình thường này nếu như bị người khác thấy thì cũng nghĩ nó là vật bình thường mà thôi trong đầu hàn lập suy nghĩ lướt nhanh qua như vậy xong cuối cùng thì có một đoàn thanh quang từ trên kính bắn ra đem hơn phân nửa người trên của hàn lập bao lại hai mắt của nam kỳ tử nhẹ nhàng nhắm lại thông qua cái pháp khí cầm trong tay cảm ứng được cái gì đó sau đó trên mặt của vị trúc cơ kỳ tu sĩ này hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên nhưng vẫn đợi một lúc rồi mới mở mắt ra với dáng vẻ kỳ quái dò xét hàn lập như thế nào đạo trưởng có phát hiện ra gì khác lạ không hàn lập bất động thanh sắc hỏi thí chủ thực sự là hiểu bản thân mình phân nửa hạ thể thật là tốt nhưng hơn phần nữa nội kinh phương trong cơ thể của hàn thí chủ đã bị vỡ nát xem ra thì kim cương quyết còn không có quán chú đủ linh khí hơn nữa không có đan dược phụ trợ vì vậy có chút thiếu hụt thân thể của nhân tộc chúng ta không thể so sánh được với yêu tộc yêu thú mà thân thể trời sinh mạnh mẽ vì vậy tu luyện có chút sai lầm thì sẽ tự hủy hoại đi chính mình cũng may là thí chủ dường như đã lĩnh ngộ ra điều gì đó nên kinh mạch bị vỡ tan không quá nghiêm trọng và hoàn toàn có thể chữa khỏi nhưng mà thương tổn như thế có thể cũng không được hoàn toàn sửa chữa mà ta cũng không có được loại đan dược nào thích hợp để giúp cho thí chủ gì có một việc là có thể cho thí chủ vài tấm thanh tâm phù để giảm bớt sự thống khổ của bản thân nam kỳ tử thở dài ra một hơi cười khổ rồi nói thật là làm phiền hàn lập mỉm cười nói hắc hắc nếu nam kỳ tử tiên sư đã xem qua thì lão có xem qua cũng vậy nhưng mà cũng không sao phù thí chủ thật là khiêm nhường phù sử gia truyền huyền thiên cửu là kim châm thái sinh được rất nhiều người biết tới và luôn cả những vị tu tiên đồng đạo đều biết tiếng. Bần đạo cũng đã nghe danh từ lâu rồi, đạo sĩ lại khách khí hướng lão giả nói, tại hạ chỉ là một tên đệ tử của phù gia mà thôi. Vì vậy chỉ biết chút ít về huyền thiên kim châm thuật mà thôi, đạo trưởng thật quá xem trọng ta. Lão giả áo trắng lắc đầu liên tục tỏ vẻ không đồng ý. Nam kỳ tử cười cười rồi không nói thêm tiếng nào mà cử động thân thể lão giả áo trắng tiến lên một tới trước mặt hàn lập đưa tay nắm lấy cổ tay của hàn lập còn tay kia thì vung lên lập tức có mấy đạo kim ti xe gió bay ra bụp một tiếng truyền đến người của hàn lập một số cây kim châm màu vàng cắm vào trong người của hắn hơn một nửa nguyên bản là không thể nhúc nhích chút nào giờ bỗng nhiên hàn lập lại có thể tự động ngồi được nhưng cả thân thể hắn giống là một khúc gỗ cứng ngắt không linh hoạt được liễu nhi các ngươi lấy ngay một cái gối kê ra phía sau lưng của hắn để cho hắn ngồi cho vững lại lão giả không chút hoang mang hướng tới thiếu nữ áo lam nói tuân mệnh phù lão hương nhi mau đi lấy chăn gối của chúng ta để cho hàn công tử dùng thiếu nữ áo lam nhanh chóng đáp ứng rồi quay lại phân phó vị hương nhi thúy sam nghe vậy liền ngẩn ra tỏ vẻ khó khăn nhưng vẫn đáp ứng một tiếng rồi đi ra khỏi thùng xe thừa cơ hội này lão giả áo bào trắng liền đi tới ngồi bên cạnh hàn lập rồi khép hai mắt lại rung đùi tỏ vẻ rất là hài lòng hàn lập nhìn lão giả không nói lời nào hắn cảm ứng được một khí lưu yếu ớt đang ở trong cơ thể hắn đang bắt đầu phân tán chạy đi khắp nơi có mà như không có nếu thần thức của hắn không phải vô cùng cường đại với lại hắn hiểu biết rất rõ cơ thể mình như lòng tay thì thật sự không cảm giác được việc này lão giả dường như cảm ứng được hàn lập đang nhìn mình rất kỹ thì thoáng nhìn liếc lại vừa lúc thấy được ánh mắt đối phương lộ ra vẻ như muốn cười mà lại không cười nên làm cho hắn không khỏi ngẩn ra Lúc này vị Hương Nhi kia đã ôm tới một đống chăn mền bằng lụa trở vào bên trong thùng xe và không cần chờ lão giả phân phó đã tự động đem chăn mền tới đặt sau lưng Hàn Lập. Hàn Lập nghiêng nữa người dựa vào đống chăn mền này thì chợt ngửi được một mùi thơm ngát và miệng thì lên tiếng cảm ơn cô ta. Thúy Sam thiếu nữ thì lại nhàn nhạt lên tiếng hồi đáp. Hàn Lập tiếp tục lơ đỉnh chú ý hành động của lão giả này. Lúc này phù lão đan tay hư không vung lên lập tức trong tay liền xuất hiện ra một đám kim châm mà chúng tương đối dài một chút. Lão giả dùng hai ngón tay thuần thục đem đám kim châm này cầm lại cho đúng sau một hồi lâu mới mơ hồ vung cánh tay lên giống như là nhanh chóng tạo ra vô số kim mang chợt đem thân thể của Hàn Lập bao vây vào bên trong. Hàn Lập chỉ cảm thấy vô số vị trí trên người mình chợt lạnh đi dĩ nhiên là bị những kim châm này đâm vào. Rồi một lúc sau một cảm giác tê dại truyền ra khắp người từ tứ chi cho tới đỉnh đầu của Hàn Lập. Thoáng qua một lúc hắn chậm rãi đem hai tay đưa ra một tiếng thở dài hắt ra từ trong xe truyền ra chẳng những làm cho vẻ mặt của bốn vị thiếu nữ hiện ra vẻ khâm phục mà ngay cả ánh mắt của nam kỳ tử cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Bội phục phù sử kim châm thuật thật đúng là cực kỳ kỳ diệu. Đạo sĩ cười khẽ nói, không có gì chẳng qua chỉ là chút tài mọn mà thôi. Ta chỉ tạm thời khôi phục một chút năng lực hoạt động của ngươi. Nhưng mà không thể làm cho ngươi sử dụng khí lực mình. Bởi vì kinh mạch trong cơ thể ngươi dường như đã bị vỡ nát rất nhiều. Lão giả áo bào trắng nghiêm nghị hướng tới Hàn Lập dặn dò. "Đa Tạ Phù lão," Hàn Lập thấy 10 đầu ngón tay của mình có thể hoạt động được trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kim châm thuật khi còn ở nhân giới hắn cũng đã đồng dạng học qua và cũng tự nhận thấy mình cũng có chút bản lĩnh nhưng hôm thấy được vị Phù lão này ra tay thì hắn mới biết thực sự là hắn còn yếu kém rất nhiều. Thế gian này còn có người chỉ nhờ kim châm thuật mà có thể tạo ra sự kỳ diệu này đúng là hiếm thấy. Nhưng sau khi nghe lão giả này nói xong những lời này trong lòng hắn liền lo sợ. Lão giả áo bào trắng vừa nhìn thấy Hàn Lập có thể cử động được không có vấn đề gì thì đan tay lại hướng tới người của Hàn Lập đâm tới. Kim mang chợt lóe lên rồi kim châm từ trên người của Hàn Lập bắn ra bay ngược trở về, rồi tay áo của vị lão giả rung lên toàn bộ thu hết đám kim châm này vào trong. Hàn Lập hoạt động một chân rồi hai chân sau đó thử đứng lên rồi cẩn thận đi tới vài bước. Lão phu chỉ có thể làm được như vậy mà thôi, để cho hoàn toàn hồi phục thì phải dựa vào chính ngươi. Lão phu cũng có chuyện phải làm, vì vậy không thể ở lâu ở đây được lão giả áo bào trắng liền lập tức lên tiếng rời đi. Nam kỳ tử nghe vậy gật đầu rồi cũng lấy từ trên người ra mấy tấm phù triện cầm ở trên tay tất cả đều hóa thành một đoàn thanh mang nhập vào trong người của Hàn Lập. Vị trúc cơ kỳ tu sĩ này cũng đồng dạng lên tiếng rời đi. Vì vậy bốn vị thiếu nữ liền đem hai người này ra khỏi thùng xe rồi mới đóng cửa lại. Lúc này Hàn Lập ngồi ở trên ghế hai mắt khép lại dường như đang kiểm tra dò xét sự hiệu quả của mấy tấm phù triện nọ. Hàn đại ca, người thật sự đã tu luyện kim cương quyết tới tầng thứ ba. Mấy vị thiếu nữ quay lại thùng xe nhìn nhau rồi lại nhìn tới hắn. Rồi vị liễu nhi vị thiếu nữ vận áo làm đột nhiên cười cười hỏi. Hàn mỗ chỉ là may mắn luyện thành mà thôi. Mi mắt của Hàn Lập nhìn qua cô ta một cái từ chối cho ý kiến trả lời. chương 1266, xa trùng thú. Hàn đại can niên kỷ chưa đến 38 mà đã luyện kim cương quyết đến cảnh giới như thế, không trách lại được trương lĩnh đội coi trọng lam sam như cười như không hỏi liễu nhi cô nương quá khen tại hạ mặc dù đã ký huyết chú văn thư nhưng cũng không rõ lắm về thiên đông thương hào không biết cô nương có thể giới thiệu với tạ hạ đôi chút hàn lập mỉm cười đáp xem ra hàn đại ca không phải là người của thiên nguyên cảnh chúng ta nếu không sẽ không hỏi như vậy liễu nhi lưu động sóng mắt che miệng cười rộ chẳng lẽ tại đây thiên đông thương hào rất nổi danh ánh mắt hàn lập lóe lên bắt đầu cảm thấy hứng thú nổi danh hàn đại ca quả thích nói đùa Hiệu buôn của chúng ta là một trong ba hiệu buôn lớn nhất Thiên Nguyên cảnh, hơn 100 thành thị lớn nhỏ đều có chi nhánh của chúng ta, tổng bộ thậm chí còn đặt tại Thiên Nguyên Thánh thành. Lam Sam thiếu nữ hơi nhếch miệng, bộ dáng có chút tự đắc. Nhưng tiếc là những điều này đối với một kẻ vừa phi thăng linh giới như Hàn Lập lại căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hắn cảm giác thượng bách thành thị cũng không lớn lắm, tùy tiện tìm một quốc gia tại nhân giới cũng đủ hơn xa những thành thị này nhưng nhìn bộ dáng đắc ý của nàng thì thật không biết nhà đầu này là ếch ngồi đáy giếng hay quả thật tình hình linh giới và nhân giới không hoàn toàn giống nhau. Hàn Lập tuy có chút kỳ quái nhưng không lộ vẻ khác thường, ngược lại giả vờ không biết gật đầu. A, à, hiểu buôn của chúng ta thật không phải nhỏ. Bất quá vừa rồi ta có nghe mấy cô nương nói hiện tại xa đội đi An Viễn Thành, không biết thành thị này tại địa phương nào, cách nơi đây bao nhiêu ngày lộ trình. Người cũng thật là, còn dám nghe lén tỉ muội ta nói chuyện. Không sam thiếu nữ nhỏ tuổi nhất cười hi hi. Hàn lập ho nhẹ một tiếng có chút bó tay. Mấy nhà đầu này lúc nãy đàm luận thanh âm lớn như thế muốn không nghe cũng không được. Thuyên Nhi không được vô lễ. Hàn Đại ca đừng phiền. Thuyên Nhi chỉ là tuổi nhỏ thích đùa giỡn, thật sự không có ác ý gì. Lam Sam thiếu nữ khiển trách Hồng Sam thiếu nữ một câu rồi quay sang Hàn lập. Nàng cảm nhận được Hàn lập tuy chỉ mới gia nhập thiên đông thương hào nhưng trẻ tuổi như thế mà đã có một thân luyện thể thuật cao minh, khẳng định sau này sẽ được hiệu buôn trọng dụng nàng hiển nhiên không muốn làm mất lòng hắn lúc này. Hàn lập mỉm cười, đang muốn mở miệng đáp lời đột nhiên thùng xe dập một cái, cửa quy đã ngừng lại. Lần này Lam Sam thiếu nữ ngẩn ra nhưng cũng kịp phản ứng. Vương bá, chuyện gì vậy? Phía trước xích linh tước phát hiện một đám sa trùng thú tựa hồ đang theo dõi xa đội. Lão giả đánh xe hồi đáp, chỉ là một đám sa trùng thú, phái vài người đến đuổi đi là được, tại sao phải khiến toàn xa đội ngừng lại, chúng ta vốn đã chậm trễ lịch trình rồi. Lam Sam thiếu nữ có chút bất mãn, nhưng trong đám này có một con yêu trùng đã mở một ít linh trí, nếu không lập tức tiêu diệt nó chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái lớn. Lão giả cười khổ, đê giai trùng yêu quả thật có chút khó giải quyết, bất quá hổ phách quyết của trương lĩnh cũng đã luyện đến tầng thứ 5, phối hợp với kim oánh kiếm do phu nhân ban tặng hẳn đối phó với chúng cũng không thành vấn đề. Lam Sam thiếu nữ không cần suy nghĩ trả lời, liễu nhi cô nương nói không sai, chỉ là bên cạnh đám trùng yêu này còn có một vài thú trùng biến dị, bọn trương lĩnh nếu ứng phó sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Lão giả lại trần chờ đáp, biến dị trùng thú, quả thật nguy hiểm, nhưng trong xa đội không phải cũng có nam kỳ tử đạo trưởng và vài tu tiên giả sao, để bọn họ cho thủ hạ ra tay đi. Lam Sam thiếu nữ đánh giá tình hình, thanh âm cũng hỏa hoãn. Trương lĩnh đã cầu qua nhưng lại bị cự tuyệt, đám người đạo trưởng đều xuất thân từ cầu Lũ Sơn, nếu đám trùng thú không chủ động công kích bọn họ thì họ cũng sẽ không ra tay. Lão giả thở dài, thật là phiền phức, Ta cũng đã nói qua, không cần thuê bọn tu sĩ Cầu Lũ Sơn mà, bọn họ chịu nhiều quy củ hạn chế quá. Hồng Sam thiếu nữ nhíu mũi, có chút không cao hứng. Cũng không trách được bọn họ, Cầu Lũ Sơn nguyên bổn là tu luyện khu trùng thần thông, đối phó với các yêu thú khác thì không sao nhưng gặp phải yêu trùng thì cũng không tốt lắm. Như vậy đi, phu nhân lúc trước đã giao cho ta vật này, nay ta đem nó xuất ra trợ giúp Trương lĩnh đội một tay. Người đi trước báo cho hắn một tiếng, ta lập tức ra ngay. Liễu Nhi trầm mặt một chút, thần sắc ngưng trọng, vậy thì tốt, vật ấy đối phó với đám trùng thú này quả không có vấn đề. Lão giả nghe lời ấy tựa hồ an tâm không ít, liễu nhi tỷ tỷ người quả thật muốn dùng vật kia sao? Vạn nhất có gì xảy ra, phu nhân sẽ trách phạt đó. Hương nhi có chút lo lắng nói, không sao đâu, vật kia đã được phu nhân thuần hóa nhiều năm như vậy cũng đã có chút linh tính, đối phó cùng đê gia yêu thú sẽ không rơi xuống hạ phong đâu, dùng để đối phó với đám trùng thú này không thành vấn đề lam san thiếu nữ cười một tiếng sau đó rời khỏi thùng xe ta có chút bất an muốn ra ngoài xem một ít không sam thiếu nữ nhỏ tuổi nhất cắn môi thân hình lóe lên cũng theo sau ra ngoài hương nhi cùng bạch sam thiếu nữ còn lại liếc mắt nhìn nhau cười khổ sau đó cũng không nói gì thêm cùng nhau bước ra trong nháy mắt trong thùng xe chỉ còn lại một mình hàn lập hắn ngồi trên ghế nhìn cửa xe trước mặt hai mắt nhíu lại ra vẻ do dự một lát sau một tiếng giống chói tai từ phụ cận truyền đến thanh âm mang đầy vẻ huyết tanh bạo ngược. Thân sắc Hàn Lập trở động, chậm rãi đứng lên hướng về phía cửa xe. Nhẹ nhàng đẩy cửa, Hàn Lập không chút hoang mang đứng trên cửa quy quan sát tình hình. Trên không trung bảy đạo nguyệt quang sáng tỏ khiến hắn trông thấy rõ ràng. Toàn xa đội uốn lượn khúc chiết dài hơn dặm, cứ cách mỗi đoạn sẽ có một con cửa quy chốt lại, cả đoàn có tầm 30 con. Trên lưng đại bộ phận cửa quy đều căng phòng, toàn bộ là các xương hàng không nhỏ, mà bên cạnh mỗi con cự quy lại có bốn năm người mặc khôi giáp tay cầm binh khí đồng thời ở hai bên còn có cự lang kỵ sĩ tuần tra qua lại đề phòng vô cùng nghiêm mật nhưng phía xa lại có một con cự quy khiến hàn lập hứng thú tại bên cạnh con cự quy kia có một nhóm đông vây quanh trong đó có nam kỳ tử đại hán mặt sẹo cùng với bốn cô nương liễu nhi đều đứng ở đó ở giữa đám người có một con vật cao đến hai trượng đang bị một đoàn hắc quang bao lấy từ bên trong truyền ra tiếng thú giống trầm thấp hắc quang này là một tấm lụa phù văn thiểm động, hiển nhiên là một kiện đê dai pháp khí. Lúc này chỉ lấy lam sam nữ tử cầm một kiện lệnh bài trong tay, từ đó xuất ra từng mảnh lam hà. Linh mục của Hàn Lập sau khi được tẩy bằng linh dịch thì cho dù đứng cách xa nhưng cũng không khác gì nhìn gần trong gang tấc. Liếc mắt một cái là nhận ra trên cổ tay nữ tử này có mang một thủ trạc màu bích lục, trên mặt được khảm mấy viên linh thạch thật nhỏ đang lập lòe phát sáng. Nhìn đến đây, thần sắc Hàn Lập khẽ động dường như nghĩ đến việc gì xem ra thứ này chính là linh cụ, tựa hồ là dùng một kiện đồ vật kích phát linh lực trong linh thạch để phàm nhân sử dụng. Hơn nữa một khi linh khí trong linh thạch hao hết thì linh cụ này cũng không thể sử dụng. Hàn Lập đang phán đoàn thì tấm vải lụa đen kia sau khi hấp thụ đủ lam quang thì đột nhiên hóa thành một mảnh khói đen tiêu tán, bên trong hiện ra một cái lồng tinh mỹ màu bạc. Trong lồng đang nhốt một con quái thú hồng sắc thân hổ. Hổ thú này nhìn từ bên ngoài thì trừ bỏ ra lông đỏ tươi như máu thì cũng không khác gì lão hổ bình thường, chỉ là mọi người bốn phía khi nhìn vào mắt con thú này có chút sợ hãi. Con thú này thấy ở ngoài lồng lại có nhiều người như vậy thì hung quang trong mắt chật lẽ, cả người tông mạnh vào lồng khiến cả chiếc lồng bạc rung mạnh lên, quang mang tán loạn. Mấy người đứng gần đó liền biến sắc, liên tiếp lùi về đằng sau hai bước. Lam Sam nữ tử hít sâu một hơi, lại nắm chắc lệnh bài trong tay, nhất thời cả lệnh bài hiện lên huyết mang xích hồng sắc. Cũng quả là kỳ lạ, hổ thú kia sau khi nhìn thấy hồng quang thì sự hung hăng lúc trước tiêu tán hết lập tức ngoan ngoãn phục xuống ở yên trong lòng. Nhìn thấy cảnh này, Trương Khuê và những người khác mới bắt đầu buông lỏng. Đúng lúc này, từ trên không trung truyền lại tiếng chim hót lảnh lót, khi nhanh khi chậm, dường như truyền lại tin tức gì. Tốc độ của đám trùng thú này đang gia tăng, chúng đã vây quanh đây. Tất cả chuẩn bị chiến đấu, đem hàng hóa gom vào một khu vực, chỉ phòng thủ không cần chủ động tấn công. Chờ mọi người chúng ta giết chế hết đám đê gia yêu trùng kia là được. Đám trùng này không hề có linh trí, chỉ cần có vài con chết là chúng nó sẽ tự tán đi trương khuê căng thẳng vội vàng hét lớn một tiếng lời vừa ra khỏi miệng nhất thời cả đoàn xe trở lên xôn xao bộ phận ở giữa không hề động cử quy chở hàng phía mặt trước và mặt sau tập trung hết tại trung tâm đám vệ sĩ cũng đã lấy ra binh khí của mình cự lang kỵ sĩ ở hai phía cũng nhanh chóng tụ tập tại trung tâm mà lam sắc nữ tử cũng nhanh chóng hạ lệnh một người nhận lệnh đi tới phía trước lồng giam thả hổ thú ra hàn tiểu ca thân thể ngươi chưa hồi phục hãy trở về trong xe. Xe này được làm từ thiết mộc không lo đám sa trùng thú kia tấn công sẽ an toàn hơn lão giả đánh xe quay đầu lại khẽ cười nói với Hàn Lập. Đa tạ ý tốt của lão trưởng, nhưng tại hạ chưa từng nhìn thấy sa trùng thú nên muốn quan sát một chút xem qua bộ dạng chúng, nếu thực sự nguy hiểm thì ta sẽ trở lại trong xe. Hàn Lập khẽ cười, nhẹ nhàng trả lời. Chương 1267, cự trùng đột kích. Hắc hắc, nếu như Hàn tiểu ca nói như vậy thì tiểu lão nhi cũng không cần phải nhiều lời khuyên giải sau đó lão giả này chỉ cười lên hắc hắc rồi không nói thêm gì nữa. Hàn lập đứng trên lưng cửa quy đưa mắt nhìn ra bốn phía lần nữa rồi cũng không nói thêm lời nào. Hiện tại cửa quy dưới chân của Hàn Lập đã đi quá xa vị trí trung tâm nên giờ không chạy đi nữa mà đã quay lại chạy ngược về phía những chiếc quy xa khác mà để nhập bọn vào. Không bao lâu sau đó hơn 30 mấy con cửa quy này đã tạo thành một tầng phòng ngự đơn giản. Còn những vị kỵ sĩ cưới cự lang thì cũng tụ tập lại với nhau khoảng chừng 6-70 người liền triển khai ra phòng ngự ngoại trừ vị đại hán mặt sẹo và vị thiếu nữ vận áo sam cũng đang trộn lẫn vào trong đó, còn bên người thì còn có xuất hiện ra hai con hổ màu huyết hồng. Xa xa tiếng chim kêu càng lúc càng khẩn cấp hơn, hơn nữa đám chim nhỏ màu hồng đó ở trên không trung bay liệng lung tung và kêu la in ỏi càng lúc càng rối. Lúc này đại hán mặt sẹo sát khí đằng đằng quát to lên một tiếng, chuẩn bị ứng chiến. Toàn bộ cửa quy đều hạ xuống làm phòng ngự. Cùng lúc với âm thanh này vừa dứt thì ở trên cự quy tất cả các sa phu đều lấy roi quất vào đầu của mấy con cự quy làm cho chúng nó nhao nhao lên rồi chậm rãi phục phục nằm xuống, tất cả rút đầu và tứ chi vào trong cái mai của nó. Lúc này tất cả quy xác này trông giống như là những tảng đá xanh khổng lồ chắn ngang phía trước. Từ phía xa xa cũng truyền đến những âm thanh chấn động trên mặt đất từng đám bụi màu vàng to lớn cuồn cuồn xoắn tới làm cho mọi người không biết bên trong đó là những cái gì nữa. Đại hán mặt sẹo trầm ngâm không nói lời nào cả mà chỉ vung hai tay lên, tất cả các kỵ sĩ im lặng rồi cầm lang nha bổng trong tay vung lên chuẩn bị ninh chiến, qua đó thấy rõ bọn họ đã được huấn luyện rất tốt. Thấy vậy trên mặt của Hàn Lập hiện ra vẻ ngạc nhiên nhưng đây chỉ là việc nhỏ, sau đó càng làm cho hắn ngạc nhiên hơn khi hắn thấy được. Bỗng nhiên đại hán mặt sẹo một tay vung lên đem một quả bích lục đan hoàn cho vào trong miệng của mình rồi lập tức huyết sáo to lên một tiếng trên người hoàng quang vận chuyển liên tục từ trên mặt ra tới cánh tay đều tạo thành một tầng hoàng mao đồng tử tinh tế rồi biến thành một màu bích lục âm trầm. Sau đó hai chân của hắn thúc vào dưới bụng của cự lang mà hắn đang cưỡi làm cho nó gầm lên một tiếng nhẹ sau đó phóng nhanh lên phía trước như một mũi tên. Còn phía sau những tên kỵ sĩ khác thấy đại hán mặt sẹo biến đổi như thế cũng liền vận chuyển công pháp của mình lúc này các loại màu sắc khác nhau hiện ra chất động không thôi và cũng ra vẻ không chút sợ hãi chạy theo vị đại hán này. Hơn 10 vị đại hán chạy trước nghênh chiến xong vào trong đám bụi màu vàng đầu tiên. Chuyện gì xảy ra thế này chẳng lẽ người này là yêu tộc hóa thành hay sao? Việc này thực sự không thể được bởi yêu tộc muốn hóa thân thì cũng cần là sơ kỳ hóa hình yêu thú mới làm được. Còn người này chắc chắn không thể nào giống như là cao gia yêu thú được. Hơn nữa nhìn những người khác đang đứng chung với đại hán mặt sẹo thấy hắn như vậy cũng không tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Xem ra việc biến hình như thế này ở linh giới cũng là việc bình thường. Vì vậy có lẽ phải mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu từ từ linh giới thôi. Bất kể là việc biến hình kỳ dị này của đại hán mặt sẹo ra còn có những loại linh cụ nữa bởi khi còn ở nhân giới hắn chưa từng nghe qua. Hàn Lập có chút ngẩn ngơ tâm niệm liền xác định rõ một việc là nhân giới hoàn toàn thua xa so với linh giới này. Lúc này đại hán mặt sẹo mang theo một đám kỵ sĩ đi ra phía trước đội xe khoảng mấy trăm trượng rồi tất cả tiến vào đám bụi màu vàng. Sau đó lập tức các tiếng kêu la va chạm vang lên truyền tới sau một tiếng kêu giống vang lên thì đám bụi vàng đó dừng lại một chút rồi lại hướng tới đội xe mà đi tới trong nháy mắt đám bụi vàng đó đã đi tới gần đội xe mà bên trong đó dường như đang ẩn giấu thứ gì đó giết không biết ai là người hô to lên tiếng này nhưng liền lập tức các tay cung tiền nỏ các thứ sử dụng các loại vũ khí tấn công từ xa vung lên chuẩn bị chiến đấu một đám mũi tên từ trong xa đội bắn nhanh ra bụp bụp một loạt âm thanh vang lên từ bên trong đám bụi màu vàng Lúc này đám bụi màu vàng hơi dừng lại một chút nhưng rồi tiếp tục quay cuồng lên bên trong ẩn hiện vài cái bóng đen hung tợn xuất hiện. Thì ra đó là những con cự trùng màu vàng hình thể cao khoảng một trượng. Một con cự trùng với cái đầu dẹp và một cái miệng khổng lồ còn hai bên mép thì có hai cái vòi xúc tu không ngừng đu đưa trông rất là hung ác. Đây gọi là sa trùng thú. Hàn Lập thấy vậy thần sắc không thay đổi chút nào, nhớ lại năm xưa khi còn ở bạo loạn tinh hải hắn đã từng tiêu diệt rất nhiều yêu thú so ra còn hung tợn hơn những con này nhiều. Vì vậy mấy con thú này hắn thực sự không để vào trong mắt. Vừa thấy mấy con cự trùng này hiện hình ra như vậy thì ngay lập tức nghe thấy hơn 10 mũi tên Hàn Quang chợt lóe lên, xé gió lao nhanh tới phía trước hướng tới mấy con cự trùng này bắn. Nhưng duy nhất chỉ có một mũi tên bắn thẳng vào trong cửa miệng của một con cự trùng làm cho nó ngã xuống còn những con khác thì máu me đầy mình nhưng điều đó không làm cho nó hoảng sợ mà lại càng kích phát tính hung tợn của nó nhiều hơn và chúng nó nhảy dựng lên chụp tới một con cự quy gần nhất. Ở trên đó có bốn tên thủ vệ cũng không hoảng sợ mà vung đao kiếm lên hàn quang chấp động không chút lưu tình chém thẳng xuống. Tất nhiên bọn họ đã tu luyện được một loại công pháp đặc thù nào đó. Mặc dù không thể chém mấy con côn trùng thú này ra làm hai đoạn nhưng cũng tạo ra những vết thương rất sâu. Những vết thương lớn làm cũng đã làm cho đám côn trùng này từ trên không trung rất thẳng xuống đất. Trong lúc này trên mặt đất đã có mấy con cự trùng đang dẫy ruộng rất mạnh cho thấy chúng bị thương rất nặng. Nhưng từ trong đám bụi vàng đó, đám cự trùng lại lao ra không dứt. Trong nháy mắt đã đem cả đội xe bao vào bên trong. Rồi một hồi đại chiến diễn ra, tiếng hô la, rồi tiếng binh khí va chạm nhau nghe chói tai. Rồi hàn quang tiên huyết phun ra khắp nơi. Hàn lập ở bên trong vòng phòng ngự của quy sa đội thì hắn chỉ thấy có hắn và một gã lão giả mà thôi. Còn những người khác cùng với ba vị thiếu nữ đã đi đâu mất không thấy. Như vậy tạm thời không ảnh hưởng tới an nguy của của mình nên hàn lập toàn tâm để ý tới bốn phía của trận đại chiến chỉ nhìn qua một chút thì chân mày của hắn liền nhíu lại còn như tên lão giả phu xe này nói bởi những con sa trùng này hình thể quá lớn vì vậy những con cự trùng khi đi tới gần quy xác thì không còn sức để mà tiến tới nữa cho nên cũng vừa lúc để cho những tên thủ vệ này chém giết như vậy lúc mới bắt đầu thì những tên thủ vệ này chiếm thượng phong nhưng giờ đây số lượng cự trùng quá lớn hơn nữa giờ từ trong đám bội vàng đó còn chưa tan đi nên không thể nào biết được rõ ràng số lượng của bọn chúng là bao nhiêu nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn này mà có tới khoảng 300 con cự trùng đi ra rồi. Những con cự trùng này mặc dù cử động chậm chạp vụng về nhưng được cái là da thịt của chúng dày. Vì vậy cho dù bị chém khoảng 10 nhát nhưng nếu không trúng chỗ hiểm thì cũng không thành vấn đề gì với chúng. Mà hiện tại cự trùng đi ra ngày càng nhiều dù cho phòng ngự vững chắc nhưng cũng đã để lọt vài con đi tới chỗ quy xác trực tiếp tấn công mấy tên thủ vệ. Trên quy xa những tên thủ vệ dần dần rơi vào thế bị động trong lúc nhất thời không kịp tránh né bị chúng cắn một một phát liền mất đi một cánh tay hoặc từ phía sau cắn tới thì đi luôn cả cái đầu mà một khi những con cự trùng này nhảy lên được cự quy nó hút qua hai bên bản thân chúng trở thành một kiện vũ khí cực kỳ lợi hại tình hình của cả đội xe từ từ chuyển biến xấu dần đi còn chỗ phòng ngự bên trong an toàn duy nhất chính là nơi trung tâm chỗ con cự quy mà hàn lập đang ngồi dưới chân ánh mắt của hắn chấp động nhìn một hồi rồi quay đầu nhìn tới phía một chiếc quy xa ở gần đó Vừa rồi hắn mới nhìn được Nam Kỳ Tử cùng với vài tên tu sĩ đi vào trong đó. Nếu như còn có vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ đang cùng nhau diệt sát mấy con cự trùng này thì dễ dàng rồi. Mặc dù giết đi những con cự trùng không phải là việc khó nhưng những tên tu sĩ này vẫn không có ý định xuất thủ chút nào cả. Đuôi lông mày của Hàn Lập nhíu lại, rồi ngồi im lặng không làm gì cả. Lúc này có khoảng hơn 20 tên thủ vệ bị chết hoặc bị thương dưới tay của mấy con cự trùng này còn hầu hết những tên thủ vệ khác thì cũng đang mệt mỏi huy động vũ khí chống đỡ rồi nhân số bị thương bị thương ngày càng nhiều hơn xem ra nếu như vị đại hán mặt sẹo và những tên kỵ sĩ này không có chuẩn bị trước ra tay đánh chết mấy con cự trùng này thì có lẽ số thương vong còn nhiều hơn nữa với chính mình thì hàn lập cũng không có chút nào lo lắng mặc dù hắn không thể nào thi triển ra pháp thuật hơn nữa kinh mạch cũng không có chữa trị hoàn toàn nhưng mà thân thể của hắn đã luyện tới tầng thứ tư Minh Vương Quyết thì cho dù bị cự trùng cắn xé thì cũng không hao tổn chút nào. Hơn nữa ngoài thứ đó ra thì trên người hắn còn một quả Diệt Tiên Châu nếu như xuất kỳ bất ý thì ngay cả Hóa Thần kỳ yêu tu cũng phải bị thương nặng. Có những thứ này đảm bảo vì vậy hắn mới thong dong ở chỗ này lặng lẽ theo dõi. Không tốt, dường như Hương Nhi tỷ tỷ có chút không ổn chúng ta cần phải nhanh chóng động thủ thôi. Âm thanh của thiếu nữ áo xanh vang lên từ phía sau thân sắc của Hàn Lập bất động chậm rãi quay lại nhìn. Chỉ thấy phía trên cửa quy ở phía sau, Hương Nhi một trong ba vị thiếu nữ này không biết xuất hiện ra lúc nào. Còn trong tay ba người bọn họ thì cầm ba cái tiểu kỳ còn vị thiếu nữ ít tuổi nhất vận hồng sam thì vẻ mặt lo âu hiện ra rất rõ. Không sao vẫn còn kịp lúc, chúng ta hãy nhanh chóng bố trí tiểu hồi xuân trận mặc dù không có liễu nhi tỷ tỷ nhưng cũng có thể chống đỡ được một lúc. Thúy Sam thiếu nữ trong miệng vừa nói, lập tức ba người liền vội vàng chuẩn bị rồi lấy từ trong người ra mỗi người một cái giống như là một cái khăn tay đưa ra phía trước mặt rồi hợp lại với nhau thành một cái đại trận pháp đồ từ phía xa trên mặt của hàn lập hiện ra tia dị sắc lúc này ba cô gái cùng đồng thời đưa ba cái tiểu kỳ ra hướng tới tới cái thủ trạc trên cổ tay và trên đó cũng có một cái linh thạch cái này trông cũng giống như là cái trên tay của thiếu nữ áo sam ba vị thiếu nữ này trong miệng lẩm bẩm một chút rồi cái thủ trà cùng với tiểu kỳ bắt đầu xuất hiện linh quang nhàn nhạt từ trên cổ tay tùy thời tuôn ra làm cho những cây tiểu kỳ cắm dưới đất tạo thành những luồng linh khí yếu ớt ba động tạo thành một mảnh bạch quang hướng tới bốn phương tám hướng kịch liệt tán đi bạch quang chấp động hướng tới thủ vệ ở bốn phía đi tới rồi nhập vào thân thể của họ không thấy bóng dáng Lập tức những tên thủ vệ này cảm thấy tinh thần đại chấn lên chẳng những các biểu hiện mệt mỏi biến mất mà còn cho những loại vũ khí cầm ở tay có chút trầm trọng trì trệ thì bỗng trở nên nhẹ nhàng dễ dàng huy động tạo thành từng đoàn hàn quang tiếp tục chém thẳng tới đám cự trùng. Lần nữa lập lại thế thượng phong, nhìn tới đây khóe miệng Hàn Lập nhếch lên lộ ra vẻ cười lạnh. Cái gì là tiểu hồi xuân trận rõ ràng đây là nhân giới ma tông tinh nguyên trận được đơn giản hóa mà thôi. Pháp trận này mới nhìn thì thấy dường như làm cho cơ thể của con người mạnh mẽ lên và lực lượng vô cùng lớn trong một thời gian nhưng trên thực tế là chính nội tại bên trong cơ thể của họ thì tinh nguyên đã bị mất đi. Sau này thọ nguyên của họ sẽ bị giảm đi, đừng xem chỉ có một chút thời gian hồi phục như thế. Nhưng thực tế đã cướp đi của bọn họ hết 2-3 năm thọ nguyên rồi. mươi 1268, xạ yêu, Pháp trận ảnh hưởng đến thế cục ở đây, xem ra nó vẫn còn có thể duy trì thêm một thời gian nữa, nên hiện tại Hàn Lập không cần phải lo lắng có gì ngoài ý muốn xảy ra nữa. Bỗng một tiếng nổ thật lớn vang lên, truyền đến tai của ba vị nữ tử. Thì ra ở gần đó từ dưới mặt đất đột nhiên lao ra một con yêu thú thân rắn đầu người. Một con yêu xà màu vàng mang khuôn mặt của một phụ nhân dữ tợn, ở hai bên mình rắn có hai cánh tay trắng noãn mọc ra, hai bàn tay, mỗi cái cầm một cái cốt mâu dài vài thước phía trên hắc khí bay lượn lập lờ, đây đúng là hai kiện đê dài pháp khí. Con yêu xà này vừa xuất hiện chẳng những làm cho Hàn Lập ngẩn ra mà còn làm cho bọn ba người Hương Nhi đang chủ trì pháp trận lại càng thêm sợ hãi. Yêu xà mặt người vừa ngó qua thấy được ba vị nữ tử này đang chủ trì trận pháp thì lại càng cười to. Không nói lời nào, hướng tới ba vị nữ tử này ở chỗ không xa, hai tay huy động liên tục, lập tức có ba đạo điều mang từ cốt mâu chợt lóe lên phun ra, bắn thẳng tới ba vị nữ tử này. Hương Nhi, một trong ba vị nữ tử rất nhanh trí, ngay khi thấy yêu xà từ xa liền khôi phục tâm trí bình thường tiếp tục nhanh chóng đi vào trong tiểu kỳ trận đồ phù phù vài tiếng vang lên phía trước ba vị nữ tử hiện ra từng đoàn linh hà đem bọn họ bảo hộ vào bên trong ngay khi đó hắc mang đã tiến tới đập vào màn hào quang ba tiếng nổ lớn diễn ra thì chỉ có hương nhi cùng với vị bạch sam thiếu nữ còn chống đỡ được mặc dù hào quang bị đánh khá mạnh nhưng vẫn còn duy trì chống đỡ được một kích này nhưng vị thiếu nữ hồng sam nhỏ tuổi nhất thì dù đã tự xuất ra thêm một tầng bảo hộ màu bạc cho chính mình nhưng khi bị hắc mang đánh chúng vẫn khiến cho thân hình của cô ta bị chấn động, không tự chủ được bị bay về phía sau rời khỏi tầng hào quang bảo hộ. Hồng sam thiếu nữ sắc mặt biến đổi, tá ý nhờ thầm kêu không tốt, nhưng cũng không thể nào khống chế được bản thân của mình. Con yêu xa kia hiển nhiên cũng thấy được tình hình như vậy. Lập tức, đuôi rắn đập xuống mặt đất phía sau, cả thân hình nhoáng lên, nhanh như thiểm điện phóng tới, xuất hiện ở phía dưới hồng sam thiếu nữ. Một cái cốt màu xuất hiện không chút do dự đâm tới cô ta. Còn hai vị nữ tử kia, miệng thét to kinh hoàng nhưng căn bản không thể nào cứu kịp. Mắt thấy vị nữ tử này bị cái cốt màu hóa thành một cái điều quang chuẩn bị xuyên thủng qua cơ thể, nhưng ngay vào lúc này thì một tiếng vang chói tai, như xé gió chuyển đến, một vật màu trắng mơ hồ chợt lóe lên đánh chúng một cách chuẩn xác vào phía trên của điều quang. bụp một tiếng, cái cốt màu này sau khi bị đẩy ra xa nửa thước vẫn còn làm cho vị hồng sam thiếu nữ kia kinh hoàng, còn những người khác thì trên mặt cắt không còn giọt máu. Nhân cơ hội này, cô ta cũng liền không chế thân thể, dùng hai chân hạ nhẹ nhàng xuống mặt đất. Thì ra cái vật màu trắng mơ hồ đó lại là một hòn đá. Yêu xà thấy vậy liền ngẩn ra nhưng hai mắt hung quang lại chất lóe lên, còn cách tay kia lại cử động đem cái cốt mâu còn lại lập tức phóng tới nữa. Nhưng ở chỗ gần đó tiếng xé gió lại vang lên, một cục đá khác lại bay đến nhưng lạ một chỗ là lần này cục đá đó không bay tới chỗ cái cốt mâu mà lại bay thẳng tới đầu của con yêu xà kia mới vừa rồi cục đá cho thấy sự cực mạnh của mình nếu như là đánh chúng thì có lẽ cái đầu của yêu xà đã bị đánh nát đi rồi còn nếu không thì nó cũng bị chấn thương mạnh có thể hôn mê đi mặc dù trong lòng giận dữ như yêu xà rơi vào đường cùng không dám làm gì hơn là liền chuyển cái cốt đó tới cản cục đá lại một âm thanh va chạm nặng nề vang lên lúc này yêu xà cảm thấy một luồng đại lực truyền đến không khỏi tự động lùi về sau mấy bước rồi giận dữ quay đầu nhìn về phía cục đá đó bắn tới chỉ thấy ở gần đó trên một chiếc quy xa có một tên thanh niên đang đứng nhìn về phía này trong tay còn đang cầm một cục đá khác đang nhẹ nhàng xoay chuyển đúng là hàn lập vị hồng sam thiếu nữ này sớm đã di chuyển tới bên trong một cái quang hà của một vị nữ tử khác rồi mới thở hắt ra một hơi yêu xà liên tiếp bị chọc phá hai lần trong lòng bạo khí tăng lên tới cực điểm đột nhiên nó há mồm hướng tới ba vị nữ tử phun ra khí độc tấn công và LT con này chắc ta thèm oánh răng để xài chiêu này và ti. nhưng vào lúc này từ phía xa bên trong một chiếc quy xa truyền đến một tiếng hử lạnh của nam kỳ tử nhiệt xúc ngươi dám cùng âm thanh truyền ra từ trong thùng xe một đạo bạch quang cũng được bắn ra xoay một cái rồi phóng thẳng tới tới yêu xà chém xuống vật chém xuống này đúng là một cái tiểu kiếm trong suốt dài khoảng một tấc ngay khi hắc khí đang chuẩn bị phun ra thì yêu xà thấy vậy sắc mặt đại biến. Còn lại một cái cốt màu đang cầm trong tay hướng về phía xa chỗ chiếc xa quy dùng sức ném đi còn thân thể của mình lúc này liền nhập vào trong cắt đá. Nó biết đã gặp phải cao thủ vì vậy cũng không dám giao thủ mà liền thi triển độn thuật để trốn đi. Còn cái cốt màu đó bắn ra là hướng tới hàn lập. Hiển nhiên lúc này con yêu xà thấy có người phá hư chuyện tốt của mình nên trong lòng giận dữ. Hàn lập thấy cái cốt mâu hóa thành một đạo hắc mang đang phóng tới trước mặt trên mặt hiện ra một tia cười khổ nhưng vẫn không ném ra cục đá cầm trong tay ra đánh chặn lại cái cốt mâu đang tiến tới mà lại đứng im một chỗ không nhúc nhích. Kết quả là bụng một tiếng cái cốt mâu cứng rắn đó va chạm tới thân thể của Hàn Lập một cái làm cho cả người của hắn không còn sức phản kháng bị đánh bay ngược về phía sau xa hơn 10 trượng rồi rớt trên một cái quy xa đang trổ đầy hàng hóa. Một hồi sao động vang lên, rồi một đám vũ khí với hàn quang chấp lé từ trên thùng hàng rơi xuống. Nhìn thấy Hàn Lập bị như vậy ba vị nữ tử lập tức kinh hoàng la lên còn từ trong xe cũng truyền ra tiếng kinh hô ngạc nhiên của nam kỳ tử. Sau đó cái tiểu kiếm kia xoay một vòng trên không trung rồi hướng tới thùng xe mà bay trở về. Lúc này cả đám người của vị hồng sam thiếu nữ ngay cả tiểu kỳ đang cầm trong lòng bàn tay quang hà cũng bị xua tan biến mất cũng bị bỏ đi rồi hướng tới xe hàng mà chạy tới. Hàn đại ca ngươi, ngươi không sao chớ, hồng sam thiếu nữ được hàn lập cứu sống nên đối với hàn lập rất là cảm kích. Đứng dưới cửa quy lo âu nói ra, Hương Nhi cùng với bạch sam thiếu nữ trên mặt cũng đồng dạng hiện ra một tia lo lắng. Hoàn hảo không chết là được, chỉ là thân thể không thể nào cử động được mà thôi. Từ trong thùng hàng truyền ra âm thanh của Hàn Lập, ba vị thiếu nữ thấy vậy trong lòng buông lỏng, nhìn nhau liếc mắt sau đó ba cái thân hình cử động nhau nhau nhìn lên cự quy xem coi hắn ở bên trong đống hàng hóa có bị gì hay không. Chỉ thấy Hàn Lập quần áo tà tơi nằm ở trên một đống đau thương vẻ mặt không chút biểu tình nhưng có lẽ không thấy thương tổn gì cả. Ba vị nữ tử này vui vẻ cùng nhau mang Hàn Lập từ trong đống hàng hóa ra ngoài, rồi đưa hắn đặt trên một con cửa quy khác. Hàn đại ca, đa tạ người ơn cứu mạng, không sam thiếu nữ cảm kích hướng Hàn Lập cảm tạ nói. Không có gì chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, phần bị công kích ấy cũng không làm gì được ta, chỉ là phải nằm thêm một thời gian ngắn nữa là được. Hàn Lập mỉm cười không thèm để ý nói, lúc này từ trên một con cửa quy khác, chỗ cửa thùng xe vừa mở ra thân hình của nam kỳ tử chấp động vài cái rồi bay tới chỗ của hàn lập nắm lấy một cái cổ tay của hắn chuyển vào trong đó một luồng tinh thuần linh khí không có vấn đề gì kim cương quyết không hổ là một trong năm loại cực đại luyện thể bí thuật hơn nữa đã tu luyện tới tầng thứ ba vì vậy mới có uy lực như vậy pháp khí của yêu nghiệt đó cũng không đã thương gì được hàn thí chủ chỉ là lúc nãy đã dùng quá sức ném đi cục đá nên đã thương tổn một chút tới kinh mạch cho nên đang bị thương giờ lại nặng hơn nữa một chút nhưng chỉ cần tỉnh dưỡng thêm một thời gian ngắn nữa thì cũng không sao trên mặt của đạo sĩ lộ ra vẻ ngạc nhiên rồi lập tức vui vẻ nói thật sự như thế sao không sam thiếu nữ nghe xong như vậy cao hứng nói ra ha ha làm sao mà bần đạo lại có thể nói sai chứ hiện giờ tiểu hồi xuân trận của các ngươi đã dừng lại nên tình thế có chút bất lợi nam kỳ tử cười một tiếng nhưng lại đưa mắt liếc nhìn tới cái trận đồ kia quang mang đang dần mất đi thâm ý nói lời nói này vừa thoát ra ba vị thiếu nữ sắc mặt liền đại biến vội vàng đi tìm lại mấy tiểu kỳ vừa mất đi để lập lại tiểu hồi xuân trận giờ mấy tên thủ vệ lại bắt đầu thương vong nhiều lên rồi không tốt rồi tiểu hồi xuân trận chúng ta chỉ mang theo có một cái mới vừa rồi đối phó với yêu xà nên đã sử dụng toàn bộ uy năng của nó chống cự lại giờ đã hết rồi hiện tại không cách nào kích động lại trận pháp nữa bạch sam thiếu nữ thất thanh la lên còn hai người kia thì cũng đưa mắt nhìn nhau đây thực sự là có chút phiền phức, chân mày của đạo sĩ nhíu lại, mấy người đang suy nghĩ tìm ra đối sách thì bỗng nhiên từ bốn phía âm thanh đang nổ ra bỗng dừng lại còn các tện thủ vệ trên quy xa lại tuôn ra những lời hoan hô vang dội. Mấy vị thiếu nữ này ngẩn ngơ nhìn nhau, rồi thấy những con cự trùng đang nhao nhao nhào lên xe tấn công thủ vệ thì giờ bỗng nhiên quay đầu chạy trối chết. Cả đám cự trùng này dường như mất đi sự chỉ huy nên trở thành hỗn loạn không còn hùng hồn dữ tợn như trước nữa. Tốt rồi, nhất định là mấy người liễu nhi tỷ tỷ đã giải quyết xong con yêu trùng nọ rồi. Thúy Sam thiếu nữ mặt mày vui vẻ nhìn hai người kia tươi cười nói. Một lúc sau, từ trong đám bụi vàng kia xuất hiện ra mấy mươi vị kỵ sĩ hướng thẳng tới đội xe mà chạy trở về. Những vị kỵ sĩ này là những người lúc đầu tiến sát tới chỗ trung tâm của đám cự trùng nọ những vị kỵ sĩ cưới cự lang này lúc đầu có khoảng 50 người nhưng giờ chỉ còn khoảng hơn 30 người trở về mà thôi. Hơn nữa toàn thân lại đầy vết thương, máu chảy loang lỗ có thể thấy trận chiến vừa qua rất là ác liệt. Những vị kỵ sĩ này thúc giục cự lang phía dưới, trong nháy đã phóng về trở lại trong đội xe. Lúc này vị đại hán mặt sẹo nọ không nói lời nào, đột nhiên ném xuống đất một vật thì ra đây chính là một con cự trùng toàn thân của nó là một màu vàng óng ánh đúng là một con sa trùng thú. Còn Lam Sam thiếu nữ cũng mang theo một cái hồ lô màu huyết cổ quái, cẩn thận mang nó đặt xuống đất. Hai người gặp mặt ba người thiếu nữ này cùng với Nam Kỳ Tử đang đứng vây quanh hàn lập thì có chút ngạc nhiên. Ngay lúc này thì có một tên thủ vệ biết việc đi tới bên cạnh đại hán mặt sẹo nói chuyện qua một lúc. Đầu tiên là đại hán mặt sẹo ngẩn ra sau đó thì cười to lên ha hả. Xem ra trương mỗ thật đúng là không có nhìn lầm. Hàn huynh đệ mặc dù mới gia nhập bổn thương hội thì đã liền ra tay cứu được Thuyên Nhi. Nếu không vạn nhất thực sự xảy ra chuyện gì đó thì tại hạ thật không còn mặt mũi nào gặp lại phu nhân nữa. lam sam thiếu nữ sau khi nghe xong đưa mắt nhìn về hướng hàn lập ánh mắt cũng trở nên hiền lành hơn còn hàn lập thì chỉ mỉm cười không nói gì hết nếu có thể đánh lui được cả một đám xa trùng thú nhiều như vậy bọn họ cần có thời gian để điều chỉnh đội ngũ lại rồi nghỉ ngơi nửa ngày sau đó mới tiếp tục lên đường về sau lộ trình trở nên an tĩnh hơn và ba ngày sau thì xa đội cũng đã đi ra khỏi phạm vi của thanh la sa mạc bước chân vào một vùng thảo nguyên rộng lớn mênh mông bằng phẳng dị thường vì vậy đội xe di chuyển nhanh hơn vài lần so với trước và những con cửa quy này cũng bắt đầy xảy bước hướng tới phía trước mà chạy nhanh đi còn Hàn Lập thì nằm trong thùng xe không nhúc nhích chút nào. Trước đây khi di chuyển trong sa mạc, còn nghe thấy rất nhiều âm thanh nói chuyện, bây giờ khi bắt đầu tiến vào thảo nguyên thì không nghe thấy nữa. Không chỉ thế, ngay cả bốn vị thiếu nữ ngồi trong xe nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tuy thấy đồng cỏ xanh mát trải dài nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ bất an và sợ hãi. Chương 1269, Thành An Viễn. Hàn Lập ngồi tựa thùng xe, đối diện tứ nữ, tự nhiên đem biểu tình trên mặt các nàng thu vào trong mắt ánh mắt hắn đã quan sát đồng cỏ ở bên ngoài không biết bao nhiêu lần nhưng tất cả đều bình thường không có chỗ nào dị thường thoạt nhìn cũng là cỏ xanh bình thường mà thôi hàn lập có điểm kỳ quái nhưng cũng không đổi sắc mặt cũng không mở miệng nói cái gì dù sao hắn đối nhiều việc ở linh giới hiểu biết rất ít không muốn làm cho chính mình lộ khả nghi quá đáng bất quá mấy ngày nay tứ nữ đối hắn trái lại rất quan tâm đặc biệt là người hắn xuất thủ cứu giúp thuyên nhi hồng sam thiếu nữ cứ mở miệng là lại nói Hàn đại ca đối với hắn nhiệt tình dị thường. Hàn lập có chút không thích ứng, cũng may nàng cũng nhỏ tuổi này, nên cũng không quá lạnh nhạt. Cho nên trong khoảng thời gian này, cùng với Thuyên Nhi nói không ít chuyện. Hắn hiển nhiên là tìm hiểu về linh giới, từ thiên đông thương hào hỏi ra không ít chuyện. Thông qua mọi người nói chuyện với nhau hắn mới biết được, người bọn họ gọi là phu nhân là chủ nhân thật sự của hơn 10 thành thị ở một phương là một người con dâu của thiên đông thương hào. Người bình thường đều phải tôn xưng là phương phu nhân, Gia chủ thiên đông thương hào tổng cộng sinh được có ba người con, vị con dâu này là vợ của người thứ hai được cưới hỏi đàng hoàng. Vợ chồng hai người họ yêu thương nhau vô cùng, nhưng 20 năm trước, nhà con cả bởi vì một việc ngoài ý muốn mà chết hết. Chỉ để lại hai con nhỏ một nam một nữ nối dõi. Cho nên nguyên bổn hẳn là vợ chồng hai người chủ trì tất cả sự việc, hiện tại tất cả do phương phu nhân này chủ trì. Mà bốn người bọn họ mồ côi từ nhỏ được vị phu nhân này thu dưỡng, được vị này phu nhân yêu thích, hơi có chút vừa là con vừa là người hầu. Lần này, phương phu nhân tự thân chạy đến thành an viễn hẻo lánh này, hơn nửa lại ra giá cao mua hàng hóa, mặt khác một nữa cũng là vì vị kia từ nhỏ thì đã được kiểm tra có linh căn, làm môn hạ một tu tiên tông, từ nhỏ đã ở trong an viễn thành, còn gửi lời nhắn, tựa hồ còn có chuyện muốn cần phương phu nhân trợ giúp. Phương phu nhân trong lòng rất lo lắng cho con, chẳng những tự thân xuất mã, hơn nữa xuất phát không bao lâu, liền rời bỏ xa đội, tự mình dẫn người đi trước tiến đến An Viễn Thành, vị phương phu nhân này nghĩ, xa đội chẳng những có nhiều người như vậy, còn có vài tu tiên giả tỏa chấn, tuyệt đối không xảy ra việc gì. Lại không nghĩ rằng tại thanh la sa mạc dĩ nhiên lại có một con đê dai trùng yêu cùng một con xạ yêu, thiếu chút nữa thật đúng là xảy ra vấn đề. Hàn lập nghe đến đó, nhịn không được hỏi bóng nói gió lai lịch chủ nhân thiên đông thương hào. Dù sao có được lớn như thế một phần cơ nghiệp, người bình thường tựa hồ vô phương làm được. Kết quả nghe được tin tức, làm hàn lập ngẩn ra vị chủ nhân hiệu buôn này thật sự là một người phàm nhân, hơn nữa còn là một người không có sức lực, không có linh căn cũng không có tu luyện quá bất cứ thuật dưỡng sinh gì. Phàm nhân như vậy, sao có thể chấp trưởng sinh ý lớn như thế? Hàn lập trong lòng nghi hoặc, hàm hồ hỏi, nhưng hồng sam thiếu nữ nhưng cũng mơ hồ, đồng dạng bộ dáng không biết nhiều lắm. Hàn lập thấy vậy, cũng không tiếp tục hỏi, chuyển sang đề tài khác, đem việc này giữ lại trong lòng. Như vậy, Hàn lập mấy ngày nay mặc dù hiểu rõ một ít chuyện, nhưng trong lòng lại sinh ra càng nhiều nghi hoặc, làm cho cũng cảm thấy có chút buồn bực. Phiến thảo nguyên này tựa hồ so với thanh la sa mà còn muốn rộng lớn hơn rất nhiều, xa đội chạy như bay chừng hơn một tháng vẫn chưa ra khỏi thạch lâm. Trong lúc này, xa đội thủ vệ cùng những kỵ sĩ chẳng những mỗi người bộ dáng căng thẳng, cẩn thận dị thường, chính nguyên bổn vài tu tiên giả sống ở trong xe vốn một mực không ra thì giờ cứ cách một thời gian ngắn lại bay ra ngoài quy xa, thay phiên trên không trung cảnh giới xung quanh. Những vị cầu lũ sơn n tu sĩ sắc mặt cũng ngưng trọng, đồng dạng bộ dáng không dám khinh thường. Tất cả mọi người như Lâm đại địch, sa đội tại Thảo Nguyên cẩn thận di chuyển, nửa tháng rốt cuộc rời khỏi khu vực này, phía trước xuất hiện vùng đất đồi núi bình thường. Nhân thủ sa đội thần kinh đang căng thẳng, trong nháy mắt buông lỏng xuống, chẳng những những tu sĩ này một lần nữa trở lại trong xe, những thi bê thủ vệ cũng lập tức hồi phục sự đùa giỡn như lúc đầu. Trong thùng xe Hàn Lập cùng vài thiếu nữ, khi rời khỏi Thảo Nguyên, cũng đồng dạng thở dài một hơi. Thúy Sam thiếu nữ thậm chí vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực, mặt cười duyên nói cuối cùng không có kinh động Thảo Nguyên thượng lang thú nơi đây. Mặc dù không phải lần đầu tiên di qua Thảo Nguyên, nhưng ta vẫn rất lo lắng. Há chỉ thị hương nhi tỉ tỉ sợ hãi, cả xa đội không ai không căng thẳng, chỉ sợ vận khí quá kém, vạn nhất đụng tới hỏa lang thú tại thú chiều trước, đột nhiên tỉnh lại, chúng ta chừng này người cũng có thể gặp đại xui xẻo, căn bản là chỉ có đường chết. Loại chuyện này mặc dù không thường thấy, nhưng hàng năm cũng có một vài hiệu buôn gặp được chuyện này Liễu Nhi thở dài một hơi, cũng có chút nghĩ mà sợ. Cũng phải, nghe nói lần này An Viễn Thành không tiếc tốn hao số tiền lớn mua từ đông thương hào chúng ta rất nhiều binh khí cùng linh cụ quý hiếm như vậy chính là vì ứng phó thú triều. Thuyên Nhi nghiêng đầu, tựa hồ nhớ ra gì gì đó cũng nói. Thật kỳ quái, An Viễn Thành mặc dù không lớn, nhưng là không phải thành thị mới xây, như thế nào đột nhiên lại hướng tới chúng ta đặt hàng nhiều trang bị như vậy. Phải biết rằng nhiều linh cụ như vậy, tựa hồ chỉ có trung đẳng thành thị mới có thể không tiếc số tiền lớn như thế bạch y thiếu nữ có chút kỳ quái này có cái gì kỳ quái phỏng đoán phụ cận đột nhiên di chuyển đến quá nhiều nhóm yêu thú cường đại thành này đụng phải ngàn năm một lần đại thú triều tất cả yêu thú phụ cận liên thủ công kích tự nhiên không dễ gì ngăn cản lam sam thiếu nữ lắc đầu lơ đỉnh nói không sai có thể thực sự là như vậy liễu nhi tỉ tỉ nói có đạo lý thuyền nhi hé miệng nhất cười rộ lên hàn lập ngồi xếp bằng tại trên ghế tại điều tức ngồi xuống bộ dáng nhưng trong tai vẫn nghe tất cả cuộc nói chuyện của chúng nữ nghe được thú triều đuôi lông mày không khỏi khẽ nhúc nhích một cái hắn liên tưởng đến tại thanh la sa mạc đại hán mặt sẹo trương khuê từng liền nhắc tới một lần cái gì hạt triều hai việc chẳng lẽ có cái gì quan hệ nhưng thời gian tiếp theo tứ nữ lại không có nói chuyện này nữa nói đến các chuyện khác hàn lập mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng là phối hợp tiếp tục vận chuyển kim cương quyết tâm pháp từ từ điều dưỡng kinh mạch chính mình. Hắn trong khoảng thời gian tính dưỡng này, cộng thêm mộc sinh châu hiệu quả bất diệt, kinh mạch được chữa trị cực nhanh còn hơn xa dự liệu ban đầu. Hôm nay thân thể hơn phân nửa đã không còn việc gì, chỉ cần tại tiếp tục tính dưỡng nửa tháng, hoàn toàn không có vấn đề. Nói như vậy, bởi hắn đã đến tầng thứ tư kim cương quyết, cộng thêm đối tu sĩ các loại chung đê giai pháp thuật quen thuộc dị thường, chỉ sợ sẽ là chống lại chút cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể ổn chiếm thượng phong. Cho tới kết đan tu sĩ, thì chỉ có tự mình chiến đấu một hồi mới biết được. Đương nhiên đây là tại linh giới các bậc tu sĩ cùng nhân giới tu sĩ không khác bao nhiêu, mặt khác cũng không có thần thông gì kỳ lạ mới được. Vừa ra thảo nguyên, xa đội gần hành chỉ hai ngày, đi đến mục đích của chuyến đi này, một tòa thạch thành thoạt nhìn khí thế bất phàm. Từ cửa sổ xe nhìn ra, thạch thành thành tường chừng cao hơn 30 trượng, hơn nữa cách 100 trượng liền một chỗ chỗ tiểu thành lâu cao 10 trượng, thạch thành thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ, mà nhìn hướng hai bên thành, chỉ thấy một bức tường trắng bóng mênh mông không biết kéo dài đến chừng nào mà trong một tường thành gần đó dĩ nhiên còn có khắc một loại hoa văn tinh mỹ không biết tên hình như là một loại chưa bao giờ thấy qua làm thành này tự nhiên xuất ra vài phần thần bí hàn lập nhìn tới đây không biết nói gì từ chỗ này nhìn thấy thành thị này như thế nào cũng không thể nghĩ đến tiểu thành thị vừa mới nổi lên là một thành thị to lớn thế này so với nhân giới cự thành đều không thể cùng so sánh bất quá hàn lập đồng thời chú ý đến ở tại một thành tường cao lớn, có một vài người binh lính, cao lớn mặc áo giáp thống nhất trên tường qua lại dò xét, hơn nữa tất cả thành lâu còn thiết lập một khối cự nỏ thể tích to lớn kinh hồn, tất cả đều đắp một cây kim trúc nổ tiễn. Mỗi một cây cũng dài, bà bốn cây trượng sắc bén dị thường, còn chấp động bạch quang nhàn nhạt, nhạt, bộ dáng kinh người giống như là đê dai pháp khí, thật đúng là pháp khí, chỉ sợ sẽ chạm vào chút cơ kỳ tu sĩ, đã lấy đi nửa cái mạng. Hàn lập hai mắt nhìn thấy tất cả, trong lòng tự đánh giá đang lúc xa đội đã tới cửa thành ngoài cửa thành dĩ nhiên toàn bộ không có một bóng người cửa thành đen nhánh đã đóng cửa từ sớm trên cửa thành thì tụ tập rất nhiều binh lính từ trên cao nhìn xuống nhìn xa đội mỗi mặt mang vẻ cảnh giác trương khuê thôi thúc cự lang ngồi xuống rồi đi tới trước xa đội không nói hai lời giơ tay lên đem một vật trực tiếp ném lên trên cửa thành chính là một cái lệnh bài kim hoàng sắc cửa thành vang lên một hồi xôn xao lúc này có một tên người trung niên mặc chiến giáp màu bạc một tay nhặt lệnh bài lên hai mắt nhìn kỹ sau đó lại quay đầu hướng phía dưới thật dài xa đội nhìn vài lần liền đột nhiên mở miệng phân phó một tiếng mở cửa thành ra kiểm tra xa đội một chút bọn họ là người của thiên đông thương hào vừa nghe trung niên nhân nói binh lính phụ cận một hồi hiểu ra lúc này có người chạy ra đầu tường mở ra đại môn một lát sau cửa thành giống như được làm từ tinh cương từ từ mở ra từ bên trong chạy ra mười mấy tên binh lính võ trang hạng nặng xếp thành hai hàng tên trung niên mặc ngân giáp đi ra sau cùng, cưới cự lang đến trước mặt Trương Khuê, cảnh giác đánh giá, mới từ từ hỏi. Các hạ là người dẫn đầu thiên đông thương hào, tại hạ Trương Khuê, chắc là các hạ đã nhận được mệnh lệnh từ quý thành chủ, phía sau đúng là hàng hóa quý thành từ đặt hàng hiệu buôn chúng ta. Trương Khuê không chút hoang mang trả lời, ta đã nhận được mệnh lệnh, nhưng hiện tại là thời kỳ đặc thù, phải cho mấy tu tiên giả, kiểm tra một chút xa đội các ngươi, mới có thể cho đi. Ngân giáp trung niên nhân không khách khí nói là sợ có yêu thú trà trộn đi vào thôi, cái này không thành vấn đề, các hạ cứ kiểm tra là được. Trương Khuê nghe được yêu cầu này, miệng đáp ứng liền, một điểm do dự cũng không có. Tốt, Lý Tiên Sinh, Hoàng Đại Sư, thỉnh nhị vị kiểm tra một chút đi, ngân giáp trung niên nhân vừa lòng gật đầu, vòng tay, hướng về trong cửa thành hô một tiếng. Trương 1270, tạm biệt, thành chủ ra lệnh cho hai bọn ta hiệp trợ triệu thống lĩnh, bọn ta tự nhiên sẽ giúp đỡ từ bên trong cửa thành lập tức truyền đến một thanh âm nam tử nhàn nhạt, nhạt, sau đó đi ra một tên áo bảo trắng nho sinh cùng một tăng nhân mang áo cả sa xa màu xanh. Nói chuyện đúng là người nho sinh hơn chừng 40 tuổi. Triệu thống lĩnh đối với hai tên tu tiên giả này không dám chậm trễ, trên mặt cười cười vội vàng cảm ơn. Nho sinh cùng tăng nhân một người lấy ra một mặt gương, một người lấy ra một cái đồng bát, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, tay đan kết quyết. Đồng thời cầm trong tay pháp khí phóng đến giữa không trung nhất thời hai cái pháp khí quay tròn trên không chung một hồi, trong gương phun ra một luồng thanh hà, hạ xuống gắn vào phía trước một con cự quy, mà từ cái bát tròn bay ra một mảnh hoàng quang, lướt qua trên người vài tên cự lang kỵ sĩ ở gần đấy. Chỉ trong chốc lát, thanh hà cùng hoàng quang liền hướng về các mục tiêu khác ở phía sau. Cứ như vậy, hai tên tu sĩ kiểm tra từng cỗ xe quy xa một, thanh hà cùng hoàng quang lần lượt thay đổi chấp động, một người cũng không có bỏ qua. Trong nháy mắt, hơn 30 chiếc xe cùng hơn 200 người cùng đều bị quang hà đảo qua một lần, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Tốt, các ngươi có thể đi. Được, nói cho các ngươi một chút. Phương phu nhân đã thuê hết như vân khách hoa lớn nhất ở bên thành Tây, sau khi người giao hàng hóa, có thể trực tiếp qua bên đó hội hợp triệu thống lĩnh sắc mặt buông lỏng. Không tiếp tục làm khó dễ, thuận miệng nói một câu, liền vẫy tay cho đi. Hán tử mặt sẹo ngẩn ra, nhưng lập tức hai tay liền ôm quyền, liền dẫn xa đội tiến vào trong cửa thành vừa tiến vào cửa thành mới phát hiện thạch thành diện tích to lớn còn hơn xa dự đoán của hàn lập liếc mắt nhìn lại trong thành đập vào mắt nhiều vô số kể các loại phòng ốc tất nhiên không thể nhìn thấy đoạn cuối bất quá thành này lúc xây dựng tựa hồ cũng đã rất lâu rồi kiểu dáng phòng ốc không đồng nhất sử dụng chất liệu gỗ đá đẳng khác nhau rất lớn nhưng tất cả đều tuân thủ lưu ra nhất điều điều mấy trượng rộng đá xanh ngã tư đường giờ phút này thành thị lớn như thế lại nhốn nháo ở ngã tư đường có rất nhiều người ùa đến chen chúc không chịu nổi hàn lập nhìn thấy cảnh này không khỏi ngẩn ngơ nhưng lập tức phát hiện những người đi ở ngã tư đường dĩ nhiên phần lớn thân đeo đao kiếm vũ khí hơn nữa mỗi sắc mặt đều ngưng trọng trong thùng xe thiếu nữ lam sam nhìn thấy cảnh này lại than nhẹ một tiếng tự nói một câu xem ra thú chiều là sự thật nếu không người ở tại thôn xóm ngoài thành tất cả sẽ đều vào không trong thành như vậy an viễn thành áp lực càng lớn hàn lập nghe vậy lúc này trong lòng mới chợt hiểu ra nhiều người như vậy sa đội đi lại tự nhiên có chút bất tiện, nhưng cũng may vị triệu thống lĩnh kia đã sớm dự liệu đến chuyện này, cố ý phái vài tên binh sĩ đi mở đường, mạnh mẽ xua tan đám người, cấp cho sa đội một đường đi. Cho dù như vậy, quy sa đi tới vẫn đang không di nhanh được. Ước chừng sau khi đi hơn nửa canh giờ, cuối cùng đi ngang qua hơn 10 con đường dài, đi đến ngã tư đường nhân viên rất thưa thớt, cuối cùng ngừng lại, dừng lại trước một cổng chào rất cao. ở phía sau cổng chào này rõ ràng là là một kho hàng được canh gác cẩn mật thị vệ xung quanh cầm trong tay đủ loại binh khí. Sau đó tự nhiên đơn giản hơn nhiều, mọi người của Thiên Đông Thương Hào đem hàng hóa toàn bộ giao cho quan viên phụ trách nhiệm thu kho hàng, sau khi trương bản sau lĩnh biên lai. Liền thở ra một hơi mang theo mọi người đi thẳng tới thành tây nơi triệu thống lĩnh nói. Đã hoàn toàn khôi phục năng lực hành động, Hàn Lập tự nhiên cũng ở trong đó, nhưng đi tới một nửa đường, hắn đột nhiên đưa ra ý kiến muốn đi đa ọ mọi nơi trong thành một chút với trương bản, rồi đến như vân khách tàn cùng mọi người ở thiên đông thương hào hội hợp sau. Trương Bản nghe được Hàn Lập nói thế, nhướng mày, tư lượng một lúc, cũng đáp ứng, nhưng trong miệng lại dặn dò vài câu. Hàn huynh đệ, người còn chưa gặp qua phu nhân, không tính tránh thức gia nhập hiệu buôn, Trương mỗ cũng không câu thúc quá đáng. Nhưng mà người cũng nhìn ra, hôm nay An Viễn Thành Long xà hỗn tạp, hơi có chút không yên ổn. Cộng thêm này thành chỉ là một chỗ tiểu thành hẻo lánh, phỏng đoán cũng không có gì để nhìn. Hàn huynh đệ nếu đã có chuyện gì cần xử lý, cứ làm xong chuyện rồi nhanh chóng đến khách sạn vậy vị trương lĩnh đội nhìn qua tuy tướng mạo hung ác nhưng lời nói cực kỳ uyển chuyển hàn lập mỉm cười đáp ứng sau đó liền chậm chậm rời đi sau khi đi qua một cái ngã tư đường liền hoàn toàn biến mất nhìn phương hướng hàn lập biến mất trương bản dùng thô to bàn tay sờ sờ cầm, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư như thế nào trương thí chủ sợ hàn tiểu ca một đi không trở về sao đứng bên cạnh ở mặt sẹo đại hán nam kỳ tử đột nhiên cười hỏi một câu đã ký huyết chú văn thư, trương mỗ như thế nào lo lắng chuyện này. Chỉ là vị hàn huynh đệ này tựa hồ thật là có lai lịch rất lớn, làm cho người ta có chút nhìn không thấu a. À. Trương bản bừng tỉnh, lại cười khổ một tiếng, người trẻ tuổi như thế có thể luyện thể thuật kinh người như vậy, tự nhiên không có thể xuất thân bình thường. Nhưng xem cử chỉ hành vi, đích xác không giống với người thiên nguyên cảnh chúng ta, điểm này 89 phần 10 là thật sự. Nam kỳ tử lại cười diễn giải, a, à, điểm ấy trương mỗ tự nhiên cũng đã nhìn ra nhưng nếu không có thủ oán gì với vài thế lực lớn bên trong thiên nguyên cảnh chúng ta thì cũng không cần quan tâm đến lai lịch của hắn nữa chúng ta quan tâm bồi dưỡng người này nói không chừng luyện thành tầng thứ năm kim võng quyết như thế khẳng định trở thành một cánh tay đắc lực cho phu nhân trương bản thần sắc ngưng trọng nói tầng thứ năm kim võng quyết trương thí chủ thật đúng là nghĩ như thế đây chính là có thể cùng kết đan tu sĩ chúng ta liều mạng mà không rơi vào hạ phong nam kỳ tử liếc mắt nhìn đại hán mặt sẹo lộ ra như vẻ cười mà như không trương mỗ là có chút hy vọng xa vời, bất quá người này trẻ tuổi như thế mà có tu vi như hiện tại, ai có thể cam đoan hắn sau trăm năm sẽ không tu luyện thành công kim võng quyết tầng thứ năm? nói về cơ hội, hắn tựa hồ so với luyện thể sĩ bình thường có cơ hội lớn hơn rất nhiều. nếu không, ban đầu trương mỗ cũng sẽ không chút do so dự ở thanh la xa mà khiến hắn ký huyết chú văn thư. trương sáu cũng cười hắc hắc, lời này cũng có đạo lý. được rồi, không nói đến người này nữa bọn sư huynh đệ ta bị phương phu nhân mướn đến quan tâm cho quý sa đội. Hiện tại hàng hóa đã đưa đến an toàn, mấy người ta cũng coi như hoàn thành ước định. Hiện tại cũng nên cáo tử, nam kỳ tử thi lễ, lại bình tĩnh cáo tử. a à, mấy vị đạo trưởng còn chưa gặp mặt phu nhân, như thế nào lại như thế? Mấy đạo trưởng đi may mắn, trương bản cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, sau khi cố gắng giữ lại không có kết quả, đành nói cung tiến như vậy. Kết quả vài tên hưởng lâu sơn tu sĩ cũng rời mọi người, bỏ đi. Thật đáng tiếc a, à, nếu hiệu buôn chúng ta cũng có thể có tu sĩ của chính mình là tốt nhất. Bên cạnh một tên kỵ sĩ, khi vài tên đạo sĩ đã đi xa, đột nhiên có chút cảm khái nổi lên. Tu sĩ của chính mình, chỉ có thể mơ mộng hão huyền thôi. Thiên Đông Thương Hào chúng ta mặc dù được xưng một trong tam đại hiệu buôn của Thiên Nguyên Cảnh. Nhưng trên thực tế, linh thạch thu được hàng năm chỉ đủ dùng thuê vài tên tu sĩ đánh thuê hàng năm luyện khí kỳ đê giai tu tiên giả chỉ là thực lực không khác một loại luyện thể sĩ bọn ta nhiều lắm đánh thuê không có bao nhiêu tác dụng mà chúc cơ kỳ tu sĩ một năm hao phí linh thạch rất kinh người chúng ta hiệu buôn cũng chỉ có thể đụng tới đại sinh ý thì mới không tiếc thỉnh thoảng thuê một hồi cho tới tu sĩ kết đan đó là chuyện đừng mơ đến cao giai tu sĩ tùy ý ở địa phương nào tìm được một chút tài liệu hy hữu hoặc là luyện chế một chút pháp khí linh cụ đều xa không phải chúng ta hiệu buôn cung cấp chút linh thạch có thể sánh bằng chính là hiệu buôn chúng ta thật sự khó khăn bồi dưỡng được một trung giai tu sĩ cuối cùng cũng rời đi đại hán khẽ thở dài một tiếng đúng vậy chính là luyện thể sĩ kiệt xuất nhất trong chúng ta một khi tu luyện có thành tựu đã lập tức lao tới ngoại cảnh hiểm địa tìm kiếm vài loại linh dược có thể sinh ra linh căn tưởng trở thành tu sĩ dù sao một khi trở thành tu sĩ chẳng những có thể tu luyện tiên thuật hơn nữa thọ nguyên dài càng làm cho không người nào có thể kháng cự nhiều năm như vậy bởi vậy bọn luyện thể sĩ chúng ta bị chôn vùi ở tam cảnh cũng không biết có bao nhiêu nhưng phía trước ngã phía sau sông lên đi ngoại cảnh nhiều không đếm hết tên kỵ sĩ kia cũng có chút cảm khái tốt lắm việc này cùng người bình thường chúng ta không có quan hệ gì còn không mau tranh thủ thời gian trở về bái kiến phu nhân đi trương bản khoát tay chặn lại không muốn nói tiếp chuyện này tên kỵ sĩ kia cũng lập tức im miệng vì vậy đoàn người cũng khỏi nơi này rất nhanh đã bị biển người ở tại ở ngã tư đường bao phủ Lúc này Hàn Lập cũng đã đứng ở phụ cận ngã tư đường, dương mắt nhìn bảy mặt trời trên không trung, có chút buồn bực thở dài ra một hơi. Vừa từ Thanh La sa mạc ra, tiến vào đến Thảo Nguyên, hắn liền lập tức cảm nhận được mọi nơi trên không trung tràn ngập linh khí kinh người. Linh khí dày đặc cũng cao hơn nhân giới mấy lần, nếu là có thể tìm thay nơi tu luyện tốt hơn, nói linh khí nồng nặc tê hơn 10 lần, cũng không phải không có khả năng. Nhưng đáng tiếc hắn ngược lại đã tán Nguyên Anh, trên người còn bị Băng Phượng hạ cấm chế căn bản không thể thu nạp những linh khí này. Chuyện này tự nhiên khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn dọc theo ngã tư đường vừa đi lúc nãy, vừa đi vừa đánh giá người đi đường, cùng các loại cửa hàng ở hai bên. Những cửa hàng này trên cơ bản cùng nhân giới không khác lắm, cũng không có nhiều đồ kỳ lạ. Đột nhiên hắn dừng cước bộ, ánh mắt cái rơi vào cửa hàng, trước mắt, do dự một chút, lại đi vào. Sau đó đánh giá mọi chỗ cửa hàng bày đồ vật, bốn phía là một cái bàn dài đàn mộc, hàn quang thiểm thiểm, mở phóng phòng đao thương phủ tiền linh tinh các loại các loại binh khí, đúng là một cửa hàng độc quyền về vũ khí. Bên trong không lớn, chỉ có hai tên hỏa kế hầu hạ, nhưng ở chỗ này nhìn thấy khách nhân thật đúng là không ít. Những người này tự nhiên đều là một vài phàm nhân mà thôi. Hàn Lập cũng đi vào, cũng là thấy cửa hàng này bề ngoài không ra gì. Nhưng sinh ý lại tốt như thế, trong lòng chợt động tiến vào. Vị khách nhân này, ngươi nhìn chúng cái gì sao, cái này là kim bối cửu hoàn đao, ngươi xem coi thế nào. Đao này sử dụng ô thiết luyện chế mà thành, chẳng những chém sắt như chém bùn, trọng lượng không nhẹ, đúng là thứ vũ khí đối phó với lang thú tốt nhất. Một tên hỏa kế sau khi tự giới thiệu xong cho một người khác, rốt cục chú ý tới Hàn Lập, vội vàng lại đây cười xòa nói. Cái đó không khác với một kiện đại hoàn đao mà Hàn Lập đang xem xét, đen nhánh, vừa nhìn thấy bộ dáng liền trầm ngâm vô cùng. chương 1271, Địa Giao Cân Lắng nghe, bất động lắc đầu, các hạ thấy thanh nguyệt hồ kiếm này như thế nào, kiếm này dùng đồng đỏ tinh luyện mà thành chẳng những nhẹ vô cùng còn cứng cỏi dị thường đúng là nhuyễn kiếm thượng phẩm khó tìm quá ngắn không hợp tay hàn lập nhàn nhạt liếc mắt bộ dáng không coi trọng quá ngắn hỏa kế vốn khuôn mặt một mực cười thân thiện cũng hơi đanh lại tựa hồ cũng không biết tiếp tục như thế nào cái đồ kia là cái gì tựa hồ có chút ý tứ hàn lập hốt nhiên đi qua vài bước chỉ vào lánh một một vật trên bàn hỏi thứ mà hắn chỉ tới rõ ràng là này một đoàn bàn chung một chỗ điều hắc nhuyễn tác phẩm chất tinh tế đây là cầu long tác thị dùng tơ vàng luyện chế mà thành chuyên môn dùng để buộc chặt cho dù là yêu thú khí lực lớn bị vật này chế trụ cũng không cách nào dễ dàng tránh thoát hỏa kế nọ thấy vậy vật ngẩn ngơ lập tức mở miệng giải thích liền cầu long tác để ta coi một chút hàn lập không khách khí đưa tay nắm vật ấy trong tay một tiếng vèo vang lên hắc tác trở nên thẳng tắp phảng phất như một cây côn nhỏ Hỏa kế đứng ở bên cạnh thấy cảnh này, ánh mắt có chút căng thẳng. Hắn ở chỗ cửa hàng binh khí này chiêu đãi không biết bao nhiêu khách nhân, tự nhiên có chút nhãn lực. Có thể đem như thế một cây nhuyễn tác dễ dàng khu xử đến bực này, đối phương tuyệt đối không phải một loại người thường, hơn phân nửa là luyện thể sĩ, trên mặt không khỏi lộ ra một chút kính sợ. Cái này cũng được, bất quá còn có chút quá mềm, có hay không loại đồ như thế này mà nhỏ hơn hàn lập nhẹ nhàng huy động hai cái, rồi nhướng mày hỏi. Càng nhỏ hơn cái này, bổn điếm chỉ sợ là không có tên hỏa kế thì thào hai tiếng có chút xấu hổ trả lời a à, muốn càng nhỏ chỗ này của ta cũng có một vật các hạ có muốn nhìn qua một chút nhưng giá tiền vật ấy cũng phải phù hợp phía sau hàn lập đột nhiên truyền đến một âm thanh thô tráng hàn lập thần sắc nhất động từ từ xoay người lại chỉ thấy phía sau cố hai tên đại hán đang đứng một tên thân hình cao lớn tóc dài xóa vai làm cho người ta cảm thấy hơi thở dã thú nguy hiểm tên còn lại lại mặt mũi hơi vàng, hơi có vẻ khô gầy. Hai người này đều mặc áo da, phía sau lưng phát hán tử to lớn có một cây kim thương thật dài, đầu vai còn có một cái bao lớn, người khô gầy thì tay mang theo một mộc hạp to vài thước, thần sắc có chút âm u. Nhưng khiến Hàn Lập ánh mắt sáng người chính là trên tay hai người mang theo chiếc nhẫn có khảm linh thạch, nhưng vật ấy rõ ràng so sánh với vật thô giáp trên tay Trương Khuê, linh thạch này cũng cùng là một bộ dáng. Linh cụ luyện thể sĩ, Hàn Lập trong đầu hiện mấy thứ này, trong nháy liền nhận ra thân phận hai người, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Chỉ cần đồ thích hợp, giá tiền không thành vấn đề. Tốt lắm, nhưng nơi này không phải là nơi nói chuyện. Các hạ trước hết cùng huynh đệ của ta đến một nơi thanh tĩnh nói chuyện đi. Khô gầy hán tử liếc mắt đánh giá Hàn Lập, nhoẻn miệng cười. Không thành vấn đề, Hàn Lập không chút do dự gật đầu. Lúc này đi theo hai người này ra khỏi cửa hàng vũ khí, ở ngã tư đường. Hai người này tựa hồ đối phụ cận cực kỳ thành thục sau khi đi loạn một hồi dĩ nhiên đi tới giữa một cái hẻm nhỏ không ra gì người ở đây toàn bộ không có bóng người an tĩnh vô cùng ở nơi này tân hiền đệ người đem vật kia đưa cho vị huynh đài này nhìn ba người ở chỗ này dừng lại khô gầy hán tử liền nhìn đại hán phân phó biết rồi bảo đại ca hán tử cao lớn nọ đáp ứng một tiếng đem một cái bao trên vai ôm hạ xuống sau đó rung lên sau một hồi âm thanh đinh đương loạn lên một đống lớn vật phẩm rơi xuống Bên trong còn có một ít các loại đồ chai lọ linh tinh, cũng có một ít da thú, thú rác. Khô gầy hán tử nhất khom lưng, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ. Các hạ nhìn đi, đây là huynh đệ chúng ta cùng vài tên luyện thể sĩ khác, kích sát một con địa giao yêu thú. Vật ấy chẳng những tinh tế, cứng cỏi vô cùng, còn có giãn 10 phần, đủ dễ dàng có rỗi dài thêm mấy lần. Địa giao, hàn lập tự nhiên không biết địa giao này là chủng yêu thú ra sao, nhưng xem ra cũng là một loại đê gia yêu thú, lúc này trên mặt chút nào dị sắc đưa tay tiếp nhận hộp gỗ mở ra một cây nhũ màu vàng đồ tinh tế bị một cây hồng thằng buộc chặt thành một cục nằm im trong đó hàn lập cũng không khách khí đưa tay sờ hồng thằng nhất thời sợi dây mở ra tiếp theo phốc một tiếng nguyên bổn bàn thành nhất đoàn thú cân một cái bắn ra một sóng ba sông thẳng tới mặt hàn lập hàn lập nhấc tay lên rõ ràng nhìn như động tác chậm rãi nhưng không biết năm ngón tay cầm thú cân như thế nào sau đó tay vừa động thú cân thẳng tắp nhất thời mềm nhũn sụi lơ xuống, phảng phất trong phút chốc mất hết co giãn. Tiếp theo đưa tới trước mắt xem xem, hán tử khô gầy cùng đại hán to lớn nhìn thấy động tác hàn lập linh mẫn như thế không khỏi lộ vẻ hy vọng. Lúc này, hàn lập đã đem địa giao cân này tinh tế xem kỹ một lần. Năm đó hắn chém giết vô số đề ra yêu thú nhãn lực cùng kiến thức vô cùng phong phú, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tính chất cùng đặc điểm cân này, cùng với cải tạo như thế nào, để càng thích hợp chính mình sử dụng hàn lập sau khi đùa nghịch một hồi lâu mới rung tay lên thú cân mơ hồ bay múa xoay vòng tải trên cổ tay một hồi hóa thành một cây thủ trạc màu vàng cánh tay vừa động ống tay áo phóng ra nhất thời đem thú cân che lấp từ bên ngoài không thể nhìn ra chút gì khác thường không sai tài liệu này đúng là từ đê gia yêu thú quả thật là khó được bất quá đồ như thế đối tu sĩ sử dụng không lớn dùng để làm dây cung trái lại rất thỏa đáng đối ta cũng đồng dạng sử dụng hai vị chỉ cần không hét ra giá trên trời như đã nói, tại hạ có thể mua nó. Hàn lập nhìn hai người đối diện, nhàn nhạt nói, hắc hắc, nhìn các hạ cũng có thể cũng là luyện thể sĩ. Như đã nói, tự nhiên nhu dùng linh thạch thanh toán. Này căn địa giao cân sẽ 30 khối linh thạch đi. Khô gầy hán tử vừa nghe Hàn lập nói như thế khuôn mặt thượng lộ ra vẻ tươi cười liền báo ra giá tiền của mình. 30 khối linh thạch, có chút cao, nhưng cũng không phải không thể đón nhận các hạ gia giá được lắm. Hàn lập cùng Liễu Nhi tứ nữ tiếp xúc đã biết linh giới phàm nhân mặc dù còn vẫn dùng vàng bạc hay tiền nhưng là trong đó luyện thể sĩ bởi vì linh cụ muốn cần tiêu hao đại lượng linh thạch cho nên cùng tu sĩ giống nhau dùng linh thạch để dễ dàng trao đổi vật phẩm. chỉ bất quá tại linh giới giá trị đê giai linh thạch cũng không có lớn như nhân giới. vô luận là linh cụ tu sĩ tu luyện phần lớn này đây trung cao giai linh thạch là chính. dù sao linh giới linh khí nồng đậm nhân giới không có thể sánh bằng. Quảng cực phẩm linh thạch ở chỗ này cũng không phải là không có. Chỉ là phần lớn nằm trong tay những cao giai tu sĩ cùng thế lực lớn, nhưng chính là như vậy, việc 30 khối đê giai linh thạch đổi một kiện đê giai yêu thú yếu tài khoa còn là có chút quá cao. Hàn lập ngày đó mặc dù đem đa số bảo vật ở trong túi chữ vật để tại sa mạc, nhưng là thân ở linh giới, linh thạch trọng yếu tự nhiên sẽ không quên. Vì để ngừa vạn nhất, trên người cũng để lại thập xà khối trung giai linh thạch dĩ để dùng. Hiện tại hắn đưa tay vào trong người, phất tay lên, một khối linh thạch xanh nước biển, liền phóng đi ra ngoài hắn tử to lớn bước ra, đại thủ một chảo, liền đem linh thạch nắm trong tay. Sau khi kiểm tra một chút, liền vừa lòng gật đầu. Hắn tử to lớn nọ thấy vậy, trên khuôn mặt không khỏi mỉm cười. Lúc này, từ trên người móc ra một cái áo da nhỏ bình thường, đem ra 70 khối đê dai linh thạch, đặt trên một bao da thú mặt đất, cũng ném hướng về phía hàn lập. Cái này là của các hạ, huynh đài sảng khoái như thế, có cơ hội như đã nói, bọn ta không ngại hợp tác tiếp tục. Khô gầy hắn từ miệng cười hắc hắc nói, hợp tác, sau này có lẽ sẽ có cơ hội, nhưng lúc này tại hạ có việc, liền cáo từ trước. Hàn lập mỉm cười, hướng hai người này ôm quyền, thong dong xoay người rời đi. Mắt thấy hàn lập chợt lóe, từ cửa đường hầm biến mất không thấy, đại hán nhìn trong tay trung giai linh thạch, lại nhìn qua hướng cửa hầm, hai mắt đột nhiên hung quang xuất hiện, đối với hán tử khô gầy thấp giọng hỏi, bảo đại ca, người này khuôn mặt xa lạ như thế, bộ dáng không có ra thế, có muốn hay không ta, đem tâm tư của ngươi cất đi, ngươi không thấy được người này trên tay không có mang linh cụ sao? Sao có thể là luyện thể sĩ quá nghèo không mua nổi linh cụ, chính là vì tu vi đã cao, linh cụ bình thường đã trợ giúp không lớn, khinh thường sử dụng mà thôi. Ngươi cảm giác được người này thuộc về loại người này, khô gầy hán tử sắc mặt trầm xuống, hỏi ngược lại một câu. Người này xuất thủ hào phóng tự nhiên không phải cái loại luyện thể sĩ khốn cùng, nhưng hắn không phải mới vừa hướng chúng ta mua địa giao cân sao. Phi phát đại hắn có chút trần chờ, không quá khẳng định nói. Tân hiền đệ, ngươi là có thể khẳng định đối phương mua địa giao cân làm vũ khí cho chính mình sao, nói không chừng chỉ là đối phương muốn dùng đến một loại tài liệu luyện chế linh cụ đặc thù thôi. Hiện tại An Viễn Thành không ít luyện thể sĩ từ bên ngoài vào, trong đó không ít người có thân thủ cực kỳ đáng sợ. Ta hai người mặc dù cũng không phải người yếu, nhưng còn thị không nên liều lĩnh thật là tốt nhất dù sao chỉ có một mạng nhỏ, hán tử họ bảo liền trầm một cái, lại cười lạnh một tiếng. Đại ca nói như vậy có chút đạo lý, là ta bởi vì thiếu hụt linh thạch một chút, nếu thú chiều tới trước khi chúng ta kiếm đủ, không có trung giai linh thạch bổ sung linh cụ, chúng ta đồng dạng rất gặp nguy hiểm. Nghe khô gầy hán tử vừa nói như thế, đại hán rốt cuộc yên tĩnh trở lại, nhưng vẫn cảm thấy gặp khó khăn. Sợ cái gì, chỉ cần thú chiều đến, An Viễn Thành thành chủ khẳng định sẽ thuê tất cả luyện cận sĩ trong thành, tự nhiên sẽ phát linh thạch. Chỉ cần tiết kiệm để dùng, cũng đủ chúng ta bảo vệ tánh mạng. Khô gầy hán tử đã tính trước nói, tựa hồ trong lòng sớm có lập kế hoạch. Điều này cũng đúng, căn cứ tam hoàng cùng thất yêu vương hiệp nghị, đã là tu sĩ kết đan thị không cho phép trợ giúp các thành phố lớn ngăn cản thú triều. Nếu bảo trụ thành thị này, thành chủ không dùng luyện thể sĩ chúng ta, còn có thể dùng ai? Được nghe lời ấy, phi phát đại hán cũng tinh thần phấn khởi lên. Người biết là tốt rồi, Kỳ thật này hiệp nghị cũng là tương đối, đồng dạng cũng không xuất hiện yêu thú cao dai ngoài ngũ cấp. Hiệp nghị này rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi, cũng thật không biết. Khô gầy hán tử có chút cảm khái nổi lên, đại hán to lớn cũng trầm ngâm không nói đứng lên. Không có bao lâu, hai người đem đồ trên mặt đất thu thập xong, một lần nữa đi ra đường hầm khẩu, biến mất ở tại ở ngã tư đường trong đám người. chương 1272, Thú Triều, Hàn Lập Ly khai hạng khẩu, tiếp tục đi dạo tại khu vực phụ cận. Sau đó không lâu, tại một ngã tư đường khác nhìn thấy thiên đông thương hành mà đã rời đi trước đó, một cửa hàng chuyên bán các loại điển tịch. Hắn thản nhiên đi vào, thư điếm không nhỏ, các thư tịch bên trong cũng có rất nhiều chúng loại, thiên văn địa lý, tạp học trăm nhà, quả có chút phong phú. Bởi vì đây chỉ là thư điếm của phàm nhân, nên bên trong cũng không có ngọc giản hay thư tịch gì. Hàn lập tất nhiên không có hứng thú đối với những bộ sách này, ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung vào điển tịch xã hội có giới thiệu về hoành cả cùng phong tục của linh giới chỉ có thông qua những thứ này hắn mới có thể có được những hiểu biết về tình huống ở linh giới chứ không đến nỗi hoàn toàn không biết gì hắn không khách khí liên tiếp lấy ra số lượng lớn thư bản cuối cùng lại mua lấy một tấm địa đồ vùng phụ cận hàn lập trên người tuy không mang theo vàng bạc gì nhưng linh thạch cũng rất chân quý đối với một phàm nhân bình nên hiện giờ trả bằng một khối linh thạch khiến thư điểm chủ mừng rỡ vô cùng còn thối lại cho hắn một ít ngân lượng hắn cầm bộ sách này đi đến một tư lâu tìm một góc khuất không khiến người khác chú ý rồi ngồi xuống, gọi thêm vài món đồ ăn rồi lẳng lặng xem thư tịch. Tuy thần niệm của Hàn Lập không thể ly thể, nhưng khả năng đọc qua là không quên vẫn còn tồn tại, mặc dù mấy bản thư tịch này rất dày nhưng tốc độ xem của Hàn Lập cũng không chậm mà nhanh đến kinh người, hơn nữa mỗi một chữ đều nhớ rõ trong đầu. Khuôn mặt Hàn Lập bề ngoài không chút gợn sóng, nhưng trong lòng từng chút từng chút hiểu biết về những gì thư tịch nói đến thì quay cuồng không thôi. Những thứ khác không nói đến, chỉ miêu tả về hoàn cảnh địa lý của linh giới cũng khiến hàn lập hoảng sợ cực kỳ nguyên lai thiên nguyên cảnh mà hắn thường được nhóm người trong thiên đông thương hành đề cập đến dĩ nhiên là khu vực thống trị của thiên nguyên thánh hoàng trừ nó ra nhân loại cùng chiếm cứ các địa phương khác như huyền vũ cảnh do huyền vũ bá hoàng khống chế hay thiên tiên cảnh do thiên diệu linh hoàng khống chế người ta thường gọi tắt hai người này là bá hoàng và linh hoàng còn thiên nguyên thánh hoàng nguyên lai lúc đầu là luyện thể sĩ của nhân loại sau đó sửa tu pháp môn pho ra, được xưng là nho hoàng. Phong tục tập quán ở thiên nguyên cảnh do người này thống trị cũng gần giống với nhân giới nơi Hàn Lập sinh sống trước kia. Vận khí của hắn cũng coi như không tệ, ba phiến cảnh vực của nhân tộc đều rộng lớn vô cùng, các thành thị nhân loại bên trong thành lập lâu thì đã cả ngàn năm, sớm thì vài trăm năm. Mà đối chiếu với sự phân chia thành thị bên trong thư tịch thì những thành thị có khoảng trăm triệu dân được coi như một thành nhỏ còn những thành lớn thì vô luận là diện tích hay dân cư đều hơn xa an viễn thành thiên nguyên thành nơi cư ngụ của thiên nguyên thánh hoàng diện tích lại càng to lớn thậm chí có thể bằng cả một tiểu quốc tại nhân giới chẳng qua so sánh với chủ thành của hai cảnh còn lại thì thiên nguyên thành vẫn chỉ là bình thường huyền vũ thành nơi ở của bá hoàng thành này được tu kiến trên lưng một con cự quy thời viễn cổ được gọi là tham linh là một tòa thành di động trên biển còn thiên linh thành của linh hoàng lại vô cùng thành kỳ nó trực tiếp được xây dựng ở một gốc cây đường kính lớn đến cả trăm dặm nghe nói kinh thiên linh thụ này có thể nối thẳng lên tiên giới hàn lập đọc đến đây trong lòng vô cùng kinh hãi điều khiến hắn giật mình hơn nữa còn ở sau theo như điển tịch này giới thiệu thì trừ bỏ tam cảnh của tam hoàng thì bên cạnh đó còn có thất đại yêu vương thống trị thất yêu tri địa yêu tộc cùng nhân tộc có quan hệ vừa là địch vừa là bạn sở dĩ nói như vậy bởi vì cho dù trong tam cảnh cũng có một vài khu vực mà yêu tu chiếm dụng nhưng đó cũng chỉ là không đáng kể còn ngoài khu vực thống trị của nhị tộc là thiên hạ của các sinh linh khác những sinh linh đó thì hơn nửa là thổ dân bản địa tại linh giới nói ví dụ như các loại man hoang cổ thú nhiều không đếm nổi rồi thượng cổ cự nhân cũng có những tộc khác giống như nhân yêu nhị tộc mạnh mẽ phá giới mà tiến vào linh giới này tuy rằng tiếp xúc không nhiều với các chủng tộc đó nhưng cũng có vài chủng tộc không hề thua kém hai tộc về sự cường đại tất cả đều có thần thông độc đáo của mình mà ngoại trừ những gì đã kể ở linh giới cũng có thể chứng kiến những tồn tại đơn lẻ cường đại vô cùng có thể so sánh với chân tiên, tỷ như Côn Bằng, La Côn mà Hàn Lập đã biết, rồi Chân Long, Thiên Phượng. Tất cả đều là những tồn tại có thể khóa giới mà đi lại tự do. Tuy hung hiểm trùng trùng, các tu sĩ có đại thần thông của hai tộc vẫn xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng cho dù như vậy thì cũng chỉ có thể khó khăn mà sống thôi. Tuy rằng bình thường không ưa nhau, nhưng đối mặt với địch nhân tồn tại thì nhị tộc cũng chỉ có thể liên thủ kháng địch loại cục diện này xảy ra mãi cho đến khi tam hoàng cảnh và thất yêu tri địa thành lập mới tốt lên bởi vì tam hoàng hiện nay cùng thất yêu vương cùng vài tu sĩ nhân yêu nhị tộc khi đó đều là những người sở hữu đại thần thông liên thủ lập ra một siêu cấp đại trận đem cả tam cảnh cùng thất địa bao phủ bên trong nghe nói trận pháp này huyền ảo thông thần được lưu truyền lại từ tiên giới tới tay là một cổ tiên trận trận này chuyên để nhắm vào dị tộc dị tộc càng cường đại tiến vào thì càng chịu cấm chế lớn Ngược lại nếu thực lực yếu như trung đê cấp yêu thú tiến vào thì sẽ không chịu hạn chế. Siêu cấp đại trận này có 10 trận nhãn được phân ra tại Tam cảnh và Thất yêu chi địa. Trận nhãn ở bên yêu tu chưa cần nói tới, nhưng trận nhãn bên Tam hoàng chính là ở Thiên Nguyên thành Thiên Nguyên Thánh Sơn, ở Tham Linh Cổ Quy trên Huyền Vũ cảnh, cùng ở Kình Thiên Linh thủ tại Thiên Linh thành. Trừ phi có thể đem Thánh Sơn, Cổ Quy cùng Linh thụ hủy diệt, còn không sẽ không thể phá hủy cấm chế. Tại từng trận nhãn đều bố trí thủ hạ đông đến không thể tưởng tượng đó là bên nhân loại. Còn bên các trận nhãn khác bên yêu tu tin rằng cũng sẽ không hề thua kém. Nếu các sinh linh cường đại bên ngoài muốn xâm nhập vào chiếm cứ các khu vực của nhân yêu nhị tộc thì sẽ đồng thời phải đối kháng với 10 đại trận nhãn, nếu không thì quả thật là si tâm vọng tưởng. Nhờ vào siêu cấp tiên trận này, nhân tộc cùng yêu tộc mới có thể phồn vinh hưng thịnh tại linh giới, cuối cùng chiếm cứ được một khu vực về phần toàn bộ linh giới rộng bao nhiêu thì từ khi nhân tộc bắt đầu xuất hiện ở linh giới tới này không ai có thể tra xét rõ ràng chỉ có thể dùng từ vô biên vô hạn để hình dung đọc đến đây hàn lập cảm thấy có chút nghi hoặc một khi nhân tộc chỉ khống chế một khu vực linh giới nhỏ như vậy sao có thể cam đoan các tu sĩ phi thăng từ hạ giới lại có thể xuất hiện chuyển xác tại khu vực khống chế của hai tộc vạn nhất xuất hiện ở ngoài đại tiên trận thì chẳng phải là nguy hiểm vô cùng sao Hàn Lập tuy còn nghi vấn nhưng trong thư tịch cũng không có đề cập đến nên cũng chỉ tạm thời để đấy mà thôi. Thông qua miêu tả trong thư tịch, Hàn Lập còn phát hiện xét về toàn diện tổng thể thì yêu tộc mạnh hơn nhân tộc một bậc. Nhưng tu sĩ cao giai của nhân tộc lại nhiều hơn yêu tộc. Kể từ đó, hai tộc luôn tạo thành một sự cân bằng kỳ quái, khiến Tam Hoàng cùng thất yêu vương ngồi lại với nhau cộng đồng ký kết một hiệp định giữ gìn lợi ích hai tộc. Điều khoản trong đó là tu sĩ cao giao không được tùy tiện chảm sát chung, đề ra yêu thú trong khu vực tam cảnh, cũng không được tham dự đối khác trong các đợt thú triều bùng nổ tại các thành thị một cách định kỳ. Còn bên khu vực yêu tộc cũng không được tùy ý bắt và giết nhân tộc tu sĩ. Cũng không được phá rối những khu vực có nhân tộc tụ tập. Sở dĩ xuất hiện hiệp định như vậy tất nhiên là do trước đây khi phân chia tam cảnh cùng thất yêu chi địa, hai tộc đã tranh chấp gay gắt, cục diện vô cùng hỗn loạn. Tuy rằng hiện nay đã phân chia rõ ràng nhưng vẫn còn có đại lượng yêu tộc và nhân tộc sống tại khu vực của nhau. Đối với các tu sĩ cấp cao của nhân tộc và yêu tộc mà nói thì một số này không phải là vấn đề gì quá lớn, dễ dàng có thể rời đi. Nhưng đối với các tộc quần yêu thú còn chưa khai mở linh trí cùng với phàm nhân trong nhân tộc mà nói thì không thể đi được một quãng đường xa như vậy, nên chỉ có thể tiếp tục cuộc sống tại nơi cũ, tiếp nhận sự thống trị của nơi đó. Ngay từ đầu, hai chủng tộc đã xuất hiện vô số chàng giết chóc đẫm máu, hai tộc cũng từng diễn ra rất nhiều chàng đại chiến, cuối cùng trải qua nhiều khúc chiết thì hiệp định cũng đã được ký. đương nhiên điển tịch mà Hàn Lập đang đọc cũng chỉ nhắc đến vài hiệp định trọng yếu nhất trong hiệp nghị mà thôi, chứ không nói rõ ràng tất cả. Nhưng chuyện có liên quan đến thú chiều thì hắn lại chú ý hơn một chút, để tìm hiểu cho rõ. Thú chiều này chẳng qua là do một ít thú loại có khả năng sinh sản quá nhanh hơn nữa lại có hiệp định kia kìm hãm lên cao giai tu sĩ không thể tùy ý Red Eye thanh trừ. Nên cứ cách một đoạn thời gian ngắn thì vì các vấn đề khu vực, địa bàn mà xảy ra chiến đấu giữ gìn nguồn sống của bản thân. Nhưng những khu vực phụ cận này đều có thành thị của loài người, nên nhóm trùng thú này không hẹn mà gặp cùng dẫn theo các đồng loại chưa khai mở linh trí tiến hành công kích thành trì nhân loại theo kiểu tự sát. Kể từ đó, trừ bỏ một số thành thị loại lớn ra, thì đa số thành thị nhân loại đều gặp phải thú triều chi hại. Càng là tiểu thành thị ở xa thì càng thường xuyên gặp thú triều. Tuy rằng bao nhiêu năm qua đi cũng không có nhiều tòa thành bị quần thú công phá được, nhưng mỗi lần bùng nổ thú triều thì các tồn tại cấp thấp trong nhân tộc lại gặp thương vong thảm trọng chẳng qua cũng bởi vậy mà luyện thể sĩ cùng tu tiên giả đều tăng mạnh điều đó cũng khiến thực lực của nhân tộc ở linh giới gia tăng hỏa phúc song hành các tồn tại cấp cao trong tam hoàng cảnh cũng yên lặng để thú triều cứ vậy diễn ra cũng không có ý định cải biến hiệp ý đã ký cùng yêu tộc thời gian bùng nổ thú triều cũng không dài nhưng thường xuyên nhất là có hai loại thú triều chính là lang triều từ thảo nguyên tràn vào và xà chiều từ các khu vực khác hai chủng thú quần này có khả năng sinh sản cực nhanh nên cơ hồ cứ trăm năm lại xuất hiện một đợt thú triều nếu thành thị nào gặp phải cả hai chủng thú quần này tấn công thì thú triều cũng trở thành đại thú triều nguy hiểm lớn hơn rất nhiều thành thị nhân loại bị công phá vài lần cũng là xuất phát từ các trận đại thú triều này cho nên thành thị nào mà gặp phải đại thú triều thì cao tầng trong thành lo lắng không thôi gắng hết sức triệu tập các luyện thể sĩ tại phụ cận cùng các đê giai tu sĩ để hợp lực phòng ngự chuẩn bị sinh tử nhất chiến hàn lập đọc đến đây thì khẽ thở dài một hơi rốt cục cũng khép lại thư tịch tòa thành này sắp gặp phải thú triều hơn nữa lại ở gần thảo nguyên như vậy nên phỏng trừng sẽ là lang thú chi chiều. Chẳng qua bộ dạng khẩn trương như vậy chẳng lẽ lại sắp gặp phải đại thú chiều. Hắn lẳng lặng uống rượu, hai mắt nhíu lại đang âm thầm cân nhắc. chương 1273, thiên kiếp chi nguy. Thân ở linh giới nên tất nhiên không thể vui nổi khi thú chiều đến. Điều hắn quan tâm duy nhất hiện nay là làm thế nào để khôi phục pháp lực, bài trừ cấm chế của băng phượng trên người, lấy lại một thân thần thông ban đầu. Theo như lời của phân thân Thiên Lan Thánh thú năm đó thì nguyên anh tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ cứ mỗi 300 năm phải độ qua một lần tiểu thiên kiếp. Hắn tuy hiện tại không có pháp lực nhưng cảnh giới vẫn còn. Ai biết được đến khi nào thì thiên kiếp buông xuống, nếu thực sự phải tiếp thiên kiếp của hóa thần kỳ thì với tầng 4 kim cương quyết hiện nay, không sử dụng các pháp bảo khác thì chết là không phải nghi ngờ. Vừa nghĩ tới việc này, thần sắc Hàn Lập trầm xuống. Phương pháp tốt nhất để giải quyết việc này là mau chóng tìm được Băng Phượng rồi giải trừ cấm chế của nhau hắn và nàng ở trong không gian tiết điểm gặp phải chuyện ngoài ý muốn băng phượng này dựa vào thiên phú không gian thần thông có thể xé rách không gian mà thoát khỏi tiết điểm hẳn là cũng đang ở linh giới hiện giờ bởi vì bản thân đang bị cấm chế khiến pháp lực hoàn toàn biến mất có thể cấm chế do bản thân hạ xuống người băng phượng cũng có thể phát tác cấm chế của hắn lợi hại thế nào hắn là người rõ nhất chỉ sợ tình hình của yêu nữ này còn không bằng mình hiện nay nhưng cho dù có pháp lực đầy đủ mà muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được đối phương tại linh giới rộng lớn này cũng là không có khả năng. Tại tam cảnh thất địa, đều có những tồn tại hơn hẳn hóa thần. Hiện giờ ngay cả năng lực tử vệ cũng không có, vậy sao có thể tìm được đối phương, điều này quả là mơ mộng hão huyền. Việc khôi phục pháp lực chỉ có thể trông chờ vào bản thân. Vốn dĩ hiện tại hắn ngay cả một tia linh lực đều không thể hấp thu, không thể đem các thần thông bí thuật ra thi triển, một lần nữa tu luyện lại pháp lực cũng là điều không có khả năng. Còn về phần tìm tu sĩ cao dài khác hỗ trợ thì chỉ sợ sẽ phát hiện ra bí mật trên người hắn. Loại phương pháp này căn bản là tự tìm chết. Hàn Lập ngồi ở trên ghế, sắc mặt âm tình bất định hồi lâu. Xem ra chỉ có thể đi theo con đường lúc đầu đã chọn. Ánh mắt của hắn chấp động, thấp giọng